Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Kiếm Hiệp. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Truyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Huyết Ảnh của tác giả Điển Ca. Phần thứ 14, hồi thứ 15, Túc chí vị thổ. Dương Mộng Long nằm mộng cũng không ngờ đến hoàng phủ Vân lại đột nhiên phát động đánh lén càng không ngờ dưới ghế ngồi của lão lại có một chỗ cơ quan ở dưới đất địa đồng ấy có khoảng năm thước vuông sâu không thấy đáy thò đầu nhìn vào chỉ thấy một vùng tối đen mọi người trong sảnh lập tức đại loạn cổ ngọc anh nhào tới trước chỉ thấy dương mộng long ngửa mặt lên trời nằm cứng đờ ở dưới đất mặt vàng như sáp đã chỉ còn một chút hơi thở yếu ớt dưới sự nôn nóng và kinh hãi nàng uất nghẹn trong lòng trước mắt tối sầm bịch một tiếng nàng ngất xỉu đi Tàn tâm lão nghi quăng cây long đầu quải trợn đi vội cuối người xuống nói. Đồ nhi, đồ nhi. Cổ Ngọc Anh nhắm nghiền hai mắt, nghiến chặt hàm răng bên khóe mắt có hai giọt nước mắt long lanh, cũng cứng đờ bất động mất đi chi giác. Tàn tâm lão nghi thở dài một tiếng vội vàng nắn bóp cho nàng. Thật lâu cổ Ngọc Anh từ từ mở mắt ra khẽ nhấp nháy một cái, liền lộn dậy nhảy sổ tới bên mình dương mộng long, Ghé xem xét thương thế của chàng ngậm nước mắt ghé nói. Dương Mộng Long uổng cho chàng vào sinh ra tử. Lao khổ bôn ba kết quả đại thù chưa trả. túc chí vị thù lại chết trong tay của kẻ thù. Nàng chưa tỏ rõ thân phận của mình với Dương Mộng Long. Chàng là người bạn trăm năm của nàng mà trước khi chết phổ thân nàng đã lựa sẵn cho nàng. Bên mình họ mỗi người vẫn mang theo nửa miếng ngọc như ý. Dương Mộng Long vẫn chỉ biết nàng tên là cổ Ngọc Anh là đệ tử của tàn tâm lão nghi lại không biết nàng là ái nữ độc nhất của ân nhân mình tên là độc cô ngọc anh nghĩ đến đây lòng nàng đau như cắt nước mắt chảy xuống như mưa trong cơn bi thương đau khổ cực độ nàng sớm đã mất đi chừng mực của một người con gái tuy ở trước mặt ân sư của mình và bao nhiêu vô lâm tiền bối vẫn coi như chỗ không người mà khóc nức nở lẩm bẩm tự nói tàn tâm lão nghi thở dài một tiếng nói Hai tử ngươi chỉ lo thương tâm khóc lóc lại có ích lợi gì Huống chi hắn chưa chắc đã chết Cổ Ngọc Anh lau nước mắt trả lời Chàng bị ba mũi đoạt mệnh kim thoa ghim vào ba huyệt trung đình kiến lý cỡ sóc Sư phụ người có thể cứu được chẳng không Tàn tâm Nam nghi sớm đã xem rõ thương thế của Dương Mộng Long Đoạt mệnh kim thoa ghim sâu vào trong huyệt mạch Đừng nói là vậy chứa chất kịch độc Dù cho là một số ám khí bình thường bị thương nặng như vậy có giữ được mạng hay không cũng là việc vô cùng khó nói nên bà ta cau mày đoạt mệnh kim thoa do bách độc chế luyện trong đó có mấy mấy thứ độc vô danh tìm không được thuốc giải sư phụ thật sự không cứu được hắn nhưng mà bà như chợt suy nghĩ điều gì khen ngưng lại nói hai tử này không có tướng chết điều không thể chết như thế ngạo tiểu thư sinh đi tới gần một bước nói lão sư thái nói rất đúng tuy thuật bói toán của tài hạ không bằng sư thái cũng nhìn ra dương lão đệ không thể đến nỗi vì thế mà bất trị cổ ngọc anh nghe thấy lời nói của hai người hơi yên tâm trong lòng ngước mặt lên nói bệ tử bị mỹ hương yêu cơ bắn trúng một mũi chỉ là thương tích bề ngoài nếu chẳng phải hoàng phủ lao ma chịu chữa trị cho sợ rằng sớm đã chết rồi chẳng lẽ còn phải đi tìm hoàng phủ lao ma đến chỉ sao đại khái lão sớm đã chảy đến mất tâm mất dạng rồi tàn tâm lão nghi than rằng Ngoài nó ma ấy ra, ý đạo của sư phụ có thể xưng là thiên hạ đệ nhị. Đã chữa cho hắn không được thì thực sự chỉ còn cách bắt nó ma đó đến mới được. Phong tăng tiểu cái sớm đã nẻ lòng kính phục Dương Mộng Long. Dương Mộng Long đột nhiên bị độc thổ, Lão ở bên cạnh nôn nóng đến cắn răng dậm chân. Vò đầu bút tai lúc này nghe nói liền đứng ra la lên. Để ta đi bắt não quỷ ấy. Vừa nói lão nó toan nhảy vào trong địa huyệt tối đen đó. Vô giới pháp sư giơ tay kéo lại nói không cần nữa phong tăng tiểu cái chưng hửng trợn chừng hai mắt nói Người một chút cũng không quan tâm ngươi muốn nhìn thấy hắn chết sao vô giới pháp sư than rằng tuy ta không muốn trông thấy hắn chết vô ý thần quân nghiêm vân không muốn xem ngươi chết uổng phong tăng tiểu cái tức giận nói cả ngươi cũng xem thường ta ư ừ, làm sao biết ta nhất định sẽ chết vô giới pháp sư bình tĩnh nói hòa thượng ta nói câu lương tâm trong tất cả mọi người chúng ta bao gồm cả ngộ trần tiền sư ở trong đó trừ dương thiếu hiệp ra ai cũng không phải là đối thủ của hoàng phủ vân mọi người đều không nói gì cả phong tăng tửu cái vẫn giống lên ngươi đừng sợ người ta mà làm mất oai phong của mình vô giới pháp sư lo nói tiếp dù cho vo công địch lại được hoàng phủ vân nhưng ngươi có thể giải được kỳ môn ngũ hành bát quái cử cung cơ quan trận thức và môn thổ mộc kiến trúc không phong tăng tiểu cái đưa mắt nhìn ra bốn phía chỉ thấy mọi người đều đầy vẻ trầm túc cúi đầu không nói ai nấy đều nhìn miệng hang đen ngòm ấy mà ngơ ngẩn trong đại sảnh nhất thời im lặng đến dễ sợ chỉ có tiếng tóc rối bay tiếng khóc sụt sùi của cổ ngọc anh ngẫu nhiên phát ra khiến người ta càng thêm tê tái trong lòng sau cùng vẫn là vô giới pháp sư mở miệng nói con thỏ giả hoạt còn có ba cái hang huống chi là lão gian hoạt hoàng phủ vân đó theo hòa thượng ta nếu không phải lão vẫn còn ẩn núp trong cơ quan dưới đất thì đã cao chạy xa bay từ trong đường hầm ngạo tiếu thư sinh lúc lắc cái đầu nói nếu lão đã từ đường hầm mà chuồn đi tất nhiên là chạy tới một nơi bí ẩn mà lão sớm đã xếp đặt sẵn vậy thì việc bắt lão tới chữa thương cho dương lão đệ tựa hồ không có khả năng nữa nếu lão vẫn núp trong cơ quan dưới đất bây giờ dương lão đệ đã bị trọng thương thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng lão sẽ dẫn theo huyết minh tứ ma và bọn thủ hạ tay sai đại cử đến đánh chúng ta, bọn ta cũng không thể không phòng bị được. Vô giới Pháp Sư nói tiếp, nên Hòa Thượng ta nghĩ rằng trước mắt có hai việc làm gấp. Thứ nhất, nếu không gấp rời khỏi nơi này thì phải triển khai lục soát tạo trừ bọn tay sai ở trong cốc, tra rõ sự bố trí cơ quan ở dưới đất để khỏi chúng sự ám toán của Hoàng Phủ Vân. Thứ hai, ánh mắt lạnh lùng khẽ xoay chuyển nói, chúng ta không muốn dương thiếu hiệp bị chết đi thì hãy mau giữ cách chữa trị cho hắn mọi người như từ trong mộng mới tỉnh tàn tâm Nam Ni tự trách tuyên một tiếng phật thiểu lập tức quỳ gối xuống khẽ mở vọt áo trước ngực của dương mộng long ra chỉ thấy ba mối đoạt mệnh kim thoa của chàng chúng phải đều ghim sâu vào trong huyệt đạo rút ra không được nơi bị thương xanh tím đã sưng vù lên tàn tâm Nam nghi nhíu chặt mày lắc đầu thở than nói hy vọng không nhiều đâu nếu có thể kéo dài được ba giờ đồng hồ là may lắm rồi đấy lúc này trong sảnh chỉ còn lại ngộ trần thiền sư tàn tâm não nghi và bạch mi cư sĩ mấy người những người còn lại dưới sự dẫn dắt của ngạo tiếu thư sinh vô giới pháp sư đã chia ra lục soát các nơi ở trong cốc cổ ngọc anh khóc đến cạn kiệt hơi sức trời sầu đất thảm bạch mi cư sĩ nói trước mắt phải lấy ba mối đoạt mệnh kim thoa ấy ra trước tàn tâm não nghi nói Tuy nói như thế nhưng lấy kim toa ra Át sẽ làm cho hắn hao tổn khí huyết rất nhiều Ngược lại sẽ giảm thọ mạng của hắn Tối đa chỉ có thể sống được một giờ đồng hồ Cổ Ngọc Anh khẽ nhìn ngộ Trần Thiền Sư nói Lúc ngày trước văn bối bị thương Đã được lão tiền bối dùng Phật môn thông huyệt thuận khí đại pháp Làm cho độc khí dừng lại không phát tác Xin lão nhân ra hãy cứu thử chẳng xem Ngộ Trần Thiền Sư khẽ tuyên một tiếng Phật hiệu nói Thương thế của Dương Thiếu Hiệp khác với cô nương ba đại yếu huyệt trung đình cư sóc kiến lý của hắn đều bị bắn thủng dùng phật môn thông huyệt nhuận khí đại pháp có trở ngại làm cho khí huyết chảy ra ngoài làm không đúng ngược lại sẽ còn có hại lão quay sang tàn tâm lão nghi nói lão sư thái tinh thông y đạo chắc biết chẳng phải lão nạp không chịu tận sức tàn tâm lão nghi điểm nhiên gật đầu không nói bộ do mép dài của bạch mi cư sĩ vô cớ tự động lão xoay chuyển ánh mắt nói Lão này nghĩ ra một cách cấp cứu Dương Thiếu Hiệp, không biết ai có thể thực hiện không? Tàn tâm lão ni vội nói, mộ dung cư sĩ đã có cao kiến thì xin nói mau đi. Bạch mi cư sĩ nói, tuy nó không hiểu về y đạo nhưng lại nghe nói có phép cách huyệt thâu khí. Dương Thiếu Hiệp có ba chỗ đại huyệt bị thương, chúng ta sẽ hợp sức đè chặt ba chỗ đại huyệt này. Phiền ngộ trần thiền sư dùng phật môn thông huyệt thuận khí đại pháp đã thông huyệt mạch kinh huyệt của hắn ít nhất có thể khiến Dương Tiếu Hiệp kéo dài thêm một ít thời gian. Ngộ Trần Thiền Sư tuyên một tiếng Phật hiệu nói, mộ dung cư sĩ quả nhiên cao kiến, biện pháp này nhất định dùng được. Tàn tâm lắm ni giúp cổ Ngọc Anh đỡ Dương Mộng Long lên ngồi xếp bằng. Ngộ Trần Thiền Sư ngưng động thần sắc, kết tuyên một tiếng Phật hiệu nói, cách này có lợi có hại, trước tiên phải làm cho ba mũi kim thoa tuyệt độc ra ngoài cơ thể trước. Tàn tâm lão nghi nhíu chặt đôi mày biết rằng sau khi trấn ám khí ra, Huyết khí sẽ tràn ra ngoài nếu làm không tốt không chừng sẽ lập tức bị mất mạng sau khi lấy ba mũi kim thoa ra ngộ trần thiền sư nói nếu không có máu chảy ra thì có thể ngưng tay được rồi tàn tâm lão nghi vào bạch mi cư sĩ cổng dừng tay lại chỉ thấy ba chỗ vết thương hơi bớt sưng máu đang ngưng chảy ngộ trần thiền sư nhìn vào trên mặt cổ ngọc anh nói lão nạp dừng lại ở đây bảo đảm hắn sống được hai hôm vừa nói nó móc ra một chiếc bình bạch ngọc nhỏ từ trong lòng chút ra ba viên thuốc đưa vào trong tay cổ Ngọc Anh và khẽ quét nhìn tàn tâm lão ni nói. Mỗi ngày uống một viên để tránh giữa chừng sinh biến. Cổ Ngọc Anh đón lấy viên thuốc, chợt như nghĩ ra điều gì nói. Ván bối sau khi bị thương đã kéo dài hết một tháng mới được Hoàng Phổ Vân chữa khỏi. Ngộ Trần Thiền Sư chen miệng nói, đúng rồi cô nương làm thế nào để chống trọi lâu đến một tháng vậy? Cổ Ngọc Anh nói, mấy phen ván bối bị độc phát sắp chết mãi ở trong cơn hôn mê, nhưng sau đó biết là Tây Hoang Ngọc Nữ của phái Tây Hoang dùng một thứ thủ pháp đặc biệt kéo dài tính mạng cho vãn bối. Tàn tâm lão nghi nhíu mày nói, chất độc của đoạt mệnh kim thoa trừ hoàng phổ vô não nhi ra. Thiên hạ không ai có thể giải được muốn cứu dương tiểu hiệp, chỉ có nghĩ cách bắt não ấy đến nhưng thời gian hai ngày. Bạch mi cư sĩ nói, lão phu nghĩ rằng trước mắt phải chia ra mà làm. Một mặt bảo hộ dương tiểu hiệp đi tìm Tây Hoang Ngọc Nữ, một mặt sục tìm hoàng phủ Vôn não nhi đang lúc nói chuyện bọn vô giới pháp sư ngạo tiếu thư sinh mỗi người đều mang vẻ thắc mắc không yên quay trở lại trong đại sảnh phong tăng tửu cái lớn bước chạy tới bên mình dương mộng long trước hỏi một cách quan thiết thương thế của dương thiếu hiệp làm sao dương mộng long đã thở mạnh hơn sắc mặt cũng chuyển sang màu hồng nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh tàn tâm não ni nói lúc nãy đã được ngộ trần thiền sư dùng phật môn thông huyệt thuận khí đại pháp cứu chữa trong vòng hai ngày bảo đảm không có sao cả Việc sục tìm của các ngươi như thế nào Trong cốc này Vô giới pháp sư hở một tiếng nói Trong cốc đó thành một vùng đất chết Đâu đâu cũng không thấy bóng người Nhất định đều đã tử bí đạo Ở dưới đất trốn đi nơi khác Chỉ đáng tiếc Lão cái nhìn mọi người trong sảnh nói Cơ quan dưới đất này ảo diệu đa biến Trong bọn ta lại không có người tinh thông ngũ hành biến hóa Bằng không hay vào trong địa đạo Ở dưới đất điều tra trước Bạch y cư sĩ nói Hoàng Phổ Vân giả hoạt nắm kế trước mắt đã qua hết khoảng thời gian ăn trong bữa cơm mà vẫn không chút động tĩnh đi vào cơ quan dưới đất sẽ trúng ngay quỷ kế của lão. Ngạo Tiếu Thư Sinh nói, nói như thế thì bằng hãy mau rời khỏi nơi đây là tốt hơn. Cổ Ngọc Anh đột nhiên tiếp, rời khỏi nơi đây cũng sẽ trúng kế của Hoàng Phổ Vân lão ma. Mọi người nghe thấy đều sửng sốt, tàn tâm nóng nghi nhíu mày nói, hai tử ngươi nói bậy gì thế? Sở dĩ bà ta la cổ Ngọc Anh như thế, một là bà ta không đồng ý với lời nói của nàng Hai là trách nàng hỗn hào tham gia ý kiến trước mặt bao nhiêu vị tiền bối Làm mất sự lễ phép của vãn bối Cổ Ngọc Anh buồn bã khẽ nhìn tàn tâm nóng ni im lặng không lên tiếng Ngạo tiếu thư sinh cởi mỉa nói Cô nương cô cứ nói thẳng vì sao rời khỏi nơi này sẽ chống kế của Hoàng Phổ Vân Lão Ma Cổ Ngọc Anh nhìn quanh một vòng chỉ thấy quần hồng anh lấy đều có ánh mắt như muốn hỏi han mình Nàng lấy tay khẽ sửa lại mái tóc bổng nói Đạo lý này rất đơn giản Lúc nãy vô giới pháp sư đã nói qua Ngoài dương thiếu hiệp ra Chỉ sợ không ai là địch thủ của Hoàng Phủ Vân Hoàng Phủ Vân rất giỏi tâm kế Dĩ nhiên lão còn rõ hơn các vị tiền bối Đã quá lâu không thấy lão xuất chúng ra phản kích Nếu không phải lão đát cao chạy xa bay Thì tất nhiên có sở sắp đặt khác Vô giới pháp sư khẽ gật đầu nói phải trăng công nương nói hoàng phủ vân nó mau lợi dụng địa thế hiểm trở thiên nhiên của lối ra ở bốn bên ngoài cầu khúc cốc cộng thêm sự bố trí của nhân công đợi lúc chúng ta ra ngoài cốc sẽ đánh sạch một mẻ trăng cổ ngọc anh nói vãn bối suy đoán có thể là như vậy đại khái hoàng phủ vân chỉ bố trí thiết bị để cho lão trốn thoát lúc cần thiết ở trong đại sảnh chứ chưa sắp đặt cảm bẫy lợi hại hơn bằng không thì lão cũng đã phát động rồi tuy có thể nói lão nó không coi các vị tiền bối vào đâu nhưng xuất chúng phản kích thì át khó tránh khỏi một trận ác chiến nếu lợi dụng cơ quan bố trí của lão thì sẽ chẳng tốn chút hơi sức nào ngạo tiếu thư sinh gật đầu lia lịa nói có lý có lý rất đúng hắn khẽ cúi người nói trong tình thế này cô nương có cao kiến gì không cổ ngọc anh lại khẽ ngó tàn tâm nóng nghi một cái thấy bà ta cũng như nghe đến nhập thần chẳng có ý cản ngăn nàng nói tiếp mới khẽ thở than một tiếng nói Văn bối đang nghĩ được mấy biện pháp chỉ sợ không hay nói ra sẽ làm bẩn tai chứ vị tiền bối. Ngạo tiếu thư sinh cởi một cách không tự nhiên nói. Cô nương quá ngại ngùng rồi chỉ cần đó là kế sách có thể thực hiện thì cứ nói ra không sao cả. Tàn tâm lão nghi gần như khiển trách nói. Đây là lúc nào đã kêu ngươi nói còn không mau nói ra xem. Cổ Ngọc Anh nói. Kế trước mắt thứ nhất, hãy bảo vệ Dương Tiểu Hiệp ra khỏi cốc trước đi tìm Tây Hoang Ngọc Nữ Mai Tố Ngọc yêu cầu cô ta áp chế độc thương cho dương thiếu hiệp để sống thêm được vài ngày ngộ trần thiền sư khét tuyên một tiếng phật hiệu nói đừng trách lão nạp chen miệng vào biện pháp này của cô nương khiến lão có chút khó hiểu cô nương đoán chắc trên đường ra khỏi cốc tất có mai phục thì làm sao có thể đưa dương thiếu hiệp ra khỏi cốc huống chi dương thiếu hiệp là người mà hoàng phủ vân nhất tâm phải trừ khử đi cổ ngọc anh nói lão thiền sư chỉ biết một mà không biết hai Hoàng phổ vân lão nhi chính tay bắn ra đoạt mệnh kim thoa vào ba chỗ đại huyệt của Dương Tiểu Hiệp, chỉ cần nó không ra tay chữa trị và đoán chắc Dương Tiểu Hiệp chết chắc không nghi ngờ gì nữa. Dù cho có thể kéo dài thêm mấy ngày nhưng đã không còn khả năng đối địch nên não chẳng còn gì phải lo nghĩ. Nàng khẽ ngưng lại nói, nên trước mắt chỉ cần một hai người hộ tống Dương Tiểu Hiệp xuất cốc trước, chư vị tiền bối xa xa đi theo sau cũng làm ra vẻ đi ra khỏi cốc thì Hoàng Phủ Vân vì muốn mưu hại chư vị tiền bối tất nhiên sẽ buông tha Dương Thiếu Hiệp. Đại lúc chư vị tiền bối đến miệng cốc mới phát động, chỉ gần Dương Thiếu Hiệp vừa ra khỏi miệng cốc chư vị tiền bối tức tốc lui vào trang viện, thì đại khái sẽ không sao cả. Sau đó nhanh chóng phong tỏa tất cả địa đạo cơ quan trong trang viện dưới bị nghiêm ngặt để trở viện thổ. Ngạo thiếu thư sinh vỗ tay vào nhau nói, cô nương đoán việc như thần kế hoạch này quả nhiên khá lắm nhưng mà. Hắn có chút trần trừ khẽ quét nhìn mọi người nói Không biết còn có kẻ hào kiệt nào chịu đến viện giúp Mọi người cũng đều tỏ vẻ thắc mắc không hiểu Cổ Ngọc Anh từ từ nói Đây chính là điểm thứ hai ván bối muốn nói Người mà Hoàng Phủ Vân Áo Nhi úy kỵ nhất là thiên thủ Bồ Đề Hiện nay thiên thủ Bồ Đề đã ở trong cổ động thành đạo của vô úy thần quân nghiêm vân tại quỷ sầu giản Nên áo bắt Bạch Linh Cô đi Để phòng bị lỡ bị thiên thủ Bồ Đề xuất hiện dùng để uy hiếp bà ta nhưng chúng ta sẽ lợi dụng ngay điểm này của lão Vì thiên thủ bồ đề nuôi dưỡng Bạch Ninh Cô hết 16 năm Đã có tình mẫu tử Chỉ cần nói việc này với bà ta Bà ta tuyệt đối không có ý bỏ mặt nắm ngơ được Bất luận Hoàng Phổ Vân thi triển quỷ kế gì nữa cũng chẳng sợ gì Ngạo thiếu thư sinh khen ngợi luôn miệng nói Cô nương thật có suy nghĩ kín đáo cẩn thận Vì sao kẻ nghèo hèn này lại không nghĩ tới điểm này Việc không nên chậm trễ chúng ta hãy lập tức bắt tay tiến hành thôi Cổ Ngọc Anh khẽ nhếch mày nói Điều lo lắng trước mắt là Hoàng Phủ Vân Long Nhi đã dẫn đồng bọn đi xa sẽ để lại một mối hậu hoạn tâm phúc cho võ lâm. Ngạo Tiếu Thư Sinh nói, việc xa khoan nó no đã, hay nói đến việc trước mắt phải chăng do cô nương hộ tống Dương Tiếu Hiệp đi ra khỏi cốc tìm Tây Hoang Ngọc Nữ đó. Cổ Ngọc Anh khẽ đỏ mặt lên, nàng nhức nhìn Tàn Tâm Ao Nhi một cái cúi đầu không nói. Tàn Tâm Ao Nhi khẽ quét nhìn mọi người nói, Bần Ni có ý với tiểu đồ hộ tống Dương Thiếu Hiệp xuất cốc. Sau đó sẽ chia đường ra mà làm việc. Bần Ni sẽ đến quỷ sầu giản mời thiên thủ bồ đề ra mặt. Ngộ Trần Thiền Sư nói. Như thế thì tốt biết mấy. Chúng ta cứ theo ý kiến của cô Nương chuẩn bị lên đường thôi. Cổ Ngọc Anh hơi xấu hổ. Nàng khe ôm Dương Mộng Long lên. Cùng tàn tâm Long Ni đi ra ngoài sảnh nhắm con đường ở ngoài cốc đi tới. Ngộ Trần Thiền Sư dẫn tiêu lâm thập nhị cao tăng và bọn ngạo thiếu thư sinh phong tăng tiểu cái bạch mi cư sĩ xa xa đi theo sau giữa khoảng cách hai mươi trận từ từ đi tới lúc ấy vào khoảng giờ ngọ ở trong cốc trong nào cũng thấy im lặng như một nơi u cốc không người cổ ngọc anh ôm trường dương mộng long mải thong thả mà đi lúc gần đến cốc khẩu có vách núi thẳng đứng bao quanh nàng đột nhiên thở dài một tiếng nói với tản tâm lão ni đại khái chẳng không sống qua hôm nay được tàn tâm nam nghi chừng mắt nhìn nàng một cách có chút không hiểu liền sau đó như hiểu ra điều gì nói sống chết do số mạng đây cũng là việc không còn cách nào tuy tiếng của hai người không lớn lắm nhưng ở trong cốc u tĩnh này lại truyền đi rất xa cổ ngọc anh lại nói đến cổ lai sơn chúng ta đem chàng trốn ở cạnh mộ của phụ mẫu chàng đệ tử xin sư phụ hãy xuống tóc cho đệ tử suốt đời hiến sinh chức phật rồi tàn tâm nam nghi tuyên một tiếng phật hiệu nói sư phụ sớm đã chán ghét chuyện thị phi ấn oán giữa giang hồ sau khi chôn xong tên tiểu tử này sư phụ dẫn ngươi về núi lễ phật thành tâm tu kiếp lai sinh thôi tuy hai đang không ngừng nói chuyện với nhau nhưng sắc mặt của cổ ngọc anh trắng bệch như giấy môi miệng cũng có chút run rẩy tàn tâm lão nghi cũng hiện ra vẻ khẩn trương như vậy hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi cuối cùng họ bình tĩnh vượt qua cốc đảo có những vách đá thẳng đứng bao quanh ấy an nhiên đến ngoài miệng cốc cổ ngọc anh khét thở ra một hơi nói chúng ta đã kể như vừa thoát khỏi miệng cọp rồi nàng ngước đầu lên cái nhìn sắc trời lớn tiếng nói sư phụ trời sắp mưa rồi chúng ta đi thêm một đoạn đường thôi hai người cùng lúc triển khai để tông thân pháp chạy nhanh như bay bốn bề vẫn im lặng trong cốc ngoài cốc đều im lìm cũng không thấy có bóng người nào lúc đó bọn ngộ trần thiền sư đã đến trước miệng cốc họ đã nghe lời nói rất rõ của tàn tâm nóng ni và cổ ngọc anh ngạo thiếu thư sinh đột nhiên ngừng bước nói trời âm u muốn mưa hoàng phủ vân ấy đã chuẩn đi trong cốc không người vậy chúng ta sẵn xoắn ngôi chủ nhân là lại một ngày trong cốc ngày mai hay đi thế nào mọi người luôn miệng khen phải cho nên đoàn người lại nhanh chóng quay trở về trong cốc hãy nói cổ ngọc anh bồng dương mộng long bị thương đi như bay chạy một hơi ra ngoài bảy tám dặm đường mới từ từ dừng bước lại thở hổn hển tàn tâm lão nghi nhìn nàng một cách thương xót nói đồ nhi cực khổ rồi Cổ Ngọc Anh nghiêm trang nói Tháng trước chàng vì đồ nhi bị thương Cũng đã chịu hết bao nhiêu cực khổ Đây cả như đồ nhi báo đáp cho chàng Tàn tâm lão nghi nói Nghe nói cho hiện thân của Tây Hoang Thần Bà và Mai Tố Ngọc Cô Nương chính ở vùng phụ cận này Nhưng không chừng họ sớm đã đi rồi Đồ nhi đi đến đâu mới có thể tìm thấy họ Cổ Ngọc Anh nói Sư phụ đừng lo đồ nhi tin chắc sẽ tìm được họ Chỉ nào bọn ngộ trần thiền sư Trước mắt vẫn còn ở trong chốn nguy hiểm sư phụ hãy mau tìm thiên thủ bồ đề bạch nguyệt tiên là cần thiết hơn Tàn tâm năm nhi khẽ thở than một tiếng nói đồ nhi phải cẩn thận từng chút đấy giọng nói của bà trở nên bi thảm rồi rậm chân mà đi cổ ngọc anh bồng dương mộng long bị hôn mê lên khẽ xem xét để thế rồi đi vào trong một khu rừng khu rừng ấy có khoảng mười trượng vuông tròn trong rừng cây cối rậm rạp ôm um tùm rất là âm u nàng khẽ đặt dương mộng long xuống để chàng thoải mái dựa vào một thân cây trong lòng nàng cảm thấy tê lương không khỏi chảy nước mắt hơi thở của dương mộng long điều hòa hình như trong giấc ngủ say nhưng lại không chút chi giác hôn mê như chết cổ ngọc anh khẽ vuốt chán của chàng lẩm bẩm nói dương lang nếu chàng thực sự chết đi như thế thì ông trời cũng quá không có mắt rồi đại thù của chàng chưa trả hận sâu còn chưa nguôi cả thiếp thực ra là ai chàng cũng chưa biết chàng vẫn thường nhớ phải đến hoàng diệp thôn ở nhạn sơn tìm ái nữ của ân nhân chàng chàng có biết cô ta đang ở bên cạnh chàng không? Dương Mộng Long hôn mê bất tỉnh, dĩ nhiên không chút phản ứng đối với lời nói của nàng. Nàng phổ phục trước ngực của chàng một cách gần như điên cuồng la lên. Chàng không thể chết. Đột nhiên một tiếng hờ lạnh lùng nổi lên từ bên mình nàng. Cổ Ngọc Anh thoạt nhiên giật mình kinh hãi, tiếng hờ tuy rất nhỏ, nhưng lại khiến nàng không khỏi dùng mình một cái, đồng thời nàng như bị người ta đổ một thong nước lạnh vào đầu bởi giọng nói lạnh băng ấy. Nàng vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy một lão bà đầu tóc bạc phơ cặp mắt như hai ngọn đèn xanh đang căm hận rán nhìn vào người dương mộng long thoi thóp sắp chết cổ ngọc anh lau chổi nước mắt miễn cưỡng thi lễ chào hỏi có chút kinh ngạc nói lão tiền bối ánh mắt của lão bà vẫn rán chặt trên người dương mộng long phát ra một tiếng cười lạnh nhạt từ kẽ răng nói hắn còn muốn sống không cổ ngọc anh vừa toan mở miệng lão phụ nhân lại trầm giọng nhất ai cũng đừng mong sống nữa các ngươi đều phải chết hết Vừa nói bà ta phất tay áo lập tức có một luồng tiếng gió rít sắc nhọn nổi lên. Cổ Ngọc Anh ngạc nhiên thất sắc la lớn. Chúng ta với bà không thù hận tại sao phải giết chúng ta? Lão phụ nhân thu trưởng lực vừa muốn đánh ra lại nói. Ngươi là gì của hắn? Cổ Ngọc Anh khét sửng sốt nói. Gì cũng không phải. Phán bối với chàng mới gặp nhau lần đầu. Lão phụ nhân ngăn lại hết. Nói bậy đó không phải là người gì của hắn sao ngươi lại khóc? cổ Ngọc Anh nhất thời bị cứng họng ấp ống nói. Ván bối chẳng qua chỉ thấy hắn chết thật đáng thương nghĩ đến tâm sự của mình. Sắc mặt của lão bà hòa hoãn được một chút nói. Nam nữ thỏ thỏ bất thân, ngươi đè lên mình hắn khóc lóc còn ra thể thống gì. Cổ Ngọc Anh đỏ mặt tía tay ấp ống nói không được. May mà lão phụ nhân không chờ nàng trả lời, khét thở than một tiếng sắc mặt càng thêm hỏa hoãn nói. Ngươi có việc thương tâm gì vậy? Cổ Ngọc Anh nói phụ thân tiểu điệt chết trong tay huyết minh tứ ma đại thù chưa trả lão phổ nhân khẽ gật đầu một cách đồng tình nói người có biết huyết minh tứ ma là thủ hạ của hoàng phủ vân không cổ ngọc anh nói vãn bối biết rồi giết xong huyết minh tứ ma mới tìm hoàng phủ vân thanh toán lão phổ nhân sổ mặt xuống nói thanh toán món nợ với hoàng phổ vân xong mới giết tứ ma cổ ngọc anh lấy làm lạ khi liếc nhìn bà ta nói tại sao vậy lão phổ nhân lại nói không chờ hoàng phủ vân đi sẽ giết không được quyết minh tứ ma cổ ngọc anh suy nghĩ trong lòng nói lão tiền bối là lão phụ nhân nói lão thân cũng có một món nợ cũ phải thanh toán với hoàng phủ vân trước mắt vốn phải đi cửu khúc cốc tìm hắn nhưng mà bà cái nhìn dương mộng long nói bây giờ lão thân phải làm trước một việc quan trọng hơn cổ ngọc anh thăm dò chẳng lẽ lão tiền bối là tây hoang lão phụ nhân nói ngươi đoán đúng rồi lão thân chính là tây hoang thần bà Cổ Ngọc Anh vội thi lễ lần nữa nói Không biết là lão tiền bối Ngọc Giá Xin tha thứ sự bất kính của tiện tỷ Tê Hoang thần bà hừ một tiếng nói Vừa rồi ta muốn một trưởng đánh chết các ngươi Không biết vì sao lại hạ thủ không được Cổ Ngọc Anh nói Lão tiền bối lần lẫy tiếng tăm Dĩ nhiên không nỡ giết chết bọn hậu sinh vãn bối Tây Hoang thần bà cái chỉ dương mộng long nói Tên oát con này làm lão thân khổ sở vì hắn Cổ Ngọc Anh giật mình không biết làm sao nói Lão tiền bối gặp qua chàng rồi sao Chàng có chỗ nào đắc tội với lão tiền bối Tây hoang thần bà giận dữ giống lên Hắn nằm nhục ánh nữ độc nhất của lão thân Làm cho nó phải xuất ra làm ni cô Bà trầm giọng thở than nước mắt tuôn trào Cổ Ngọc Anh ngạc nhiên thất sắc nói Mai tỷ tỷ xuất ra làm ni cô ư Tây hoang thần bà điểm nhiên nói Đã đi rồi Bà căm hận hờ một tiếng Cũng tại tên oát con này hại nó lão thân thật hận hắn không thể băm hắn thành muôn mảnh cổ ngọc anh vội nói nhất định là lão tiền bối hiểu lầm rồi chăng chẳng phải là hạng đó mai tỷ tỷ có đại ân đại đức với chúng tiểu điệt mang ơn còn không kịp trả làm sao chẳng có thể làm nhục mai tỷ tỷ được tây hoang thần bà lạnh lùng nhìn nàng nói lão thân đích thân nhìn và nghe thấy chẳng lẽ còn sai chăng cổ ngọc anh ngơ ngẩn sững sốt hết một hồi nói lão tiền bối có thể đem sự thật xảy ra nói ra xem chăng tay hoang thần bà lạnh lùng nói lão thân không có thời gian lại nhảy với ngươi trước mắt lão thân không giết các ngươi cũng là vì ái nữ của ta bà khẽ xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng nói lão thân bắt tên oát quan này phải đi dập đầu xin lỗi ái nữ của ta nếu có thể khuyên được nó hồi tâm chuyển ý ta sẽ bỏ qua tất cả bằng không lão thân phải lóc từng miếng thịt của các ngươi để từ từ giải hận cổ ngọc anh vội nói chỉ cần chàng thực sự đắc tội với Mai Tỷ Tỷ nhất định sẽ theo lời dặn của Lão Tiền Bối đến vọc đầu tạ lỗi. Làm cho Mai Tỷ Tỷ vui trở lại bỏ qua ý nghĩ xuất ra nhưng mà. Nàng nghẹn ngào nói tiếp. Chàng đã bị đoạt mệnh kim thoa của Hoàng Phủ Vân đả thương chỉ sợ không sống lâu nữa. Tây Hoàng Thần Bà Hừ một tiếng nói. Thật nghiêm trọng như thế sao? Cổ Ngọc Anh nói. Lão Tiền Bối không thấy chàng mãi hôn mê bất tỉnh sao? Tây Hoang Thần Bà cái sộ mặt nhìn Dương Mộng Long đột nhiên đưa tay nắm chẳng lên kẹp vào nách và nói với cổ Ngọc Anh. Lão thân tội nghiệp ngươi tha cho người đấy ngươi đi đi. Cổ Ngọc Anh vội nói. Chàng đã bị trọng thương sắp chết chịu không nổi như vậy đâu. Tây Hoang Thần Bà hét lớn nói. Như vậy đã là tốt rồi nếu hắn khuyên không được anh nữ của ta lúc đó hắn sẽ còn khổ nữa. Bà thoạt nhiên quay người lại lớn bước bỏ đi. Cổ Ngọc Anh đuổi theo sau vừa lo lắng vừa nôn nóng nhất thời không biết nên làm sao đi ra khỏi khu rừng thông xa thì nào một căn nhà tranh tây hoang thần bà đi như bay chớp mắt đã đi vào trong nhà bà thuận tay quăng dương mộng long lên trên một chiếc phản gỗ quay người lại ngó thấy cổ ngọc anh đang trù trừ ở ngoài cửa bà lạnh lùng hét to ngươi nhất định phải tìm cái chết sao cổ ngọc anh đột nhiên dảo bước đi nhanh vào phịch một cái quỷ xuống váy tiện tỳ đáng chết nếu não tiền bối có thể cứu sống chàng tiện tỳ có chết cũng không than oán tây hoang thần bà lạnh lùng nói Người với hắn chẳng phải là bèo nước gặp nhau chẳng có chút quan hệ sao cổ ngọc anh buồn bã than rằng Vạn bối có kẻ thù chung với chàng đều có mối hận lớn tẩy trời nên tây hoang thần bà khẽ khoát tay nói đừng nói nữa hay đem chén nước tới đây cổ ngọc anh ngạc nhiên sửng sốt nhất thời thật khó nắm bắt được tính tình cổ quái của tây hoang thần bà đến lúc hiểu được ý của tây hoang thần bà nàng lập tức vui mừng nhảy lên đi tới nội thất ở hậu viện sau cùng đã tìm thấy được một cái chén lấy một chén nước lạnh tới tây hoang thần bà đã cho dương mộng long nằm úp trên giường không ngừng đánh đấm vào trên lưng của chàng chỉ nghe từng hồi tiếng lộp bộp khớp xương toàn thân của dương mộng long đều kêu rơm rớp chẳng mấy chốc tay hoang thần bà dừng tay lạnh nói lấy tay trộn đều thuốc ở trên bàn bó vào vết thương cho hắn trên bàn quả nhiên đã để sẵn một gói thuốc bột màu trắng cổ ngọc anh vội đem thuốc trộn đều vừa đi tới trước giường vừa lo lắng nói nghe nói chất độc của đoạt mệnh kim thoa chỉ có hoàng phủ lão nhi mới có thể chữa trị được thuốc này của lão tiền bối tây Hoàng thần bà lạnh nhạt nói cái gì đoạt mệnh kim thoa cổ ngọc anh nói đó là áo khí độc môn của hoàng phủ vân áo ma trong đó chứa trăm thứ độc chúng phải sẽ chết chắc tây hoang thần bà cười nói không chừng lần này không dùng được thôi cổ ngọc anh lấy làm lạ nói đó làm sao có thể được hoàng phủ vân tâm địa tàn độc xưa nay tây hoang thần bà nói tiếp ba mũi em khí bám xuyên vào ba chỗ huyệt đạo nhưng mà vẫn là ngoại thương hơi nặng chứ không hề có chất độc gì đâu cổ ngọc anh không biết là kinh hãi hay vui mừng nàng đi tới xem quả nhiên thấy mặt và chỗ vết thương của dương mộng long đều chẳng có chút bầm tím không có hiện tượng chúng độc gì cả nàng có chút tự mắng mình hồ đồ vì sao mãi không phát hiện việc này đang lúc suy nghĩ chỉ nghe tây hoang thần bà hét lớn nói ngươi làm sao vậy còn không mau bó thuốc đi cổ Ngọc Anh giật mình vội khẽ kéo áo trên của Dương Mộng Long ra thoa đều thuốc lên rồi dùng một miếng vải trắng bó chặt lại. Dương Mộng Long đã tỉnh lại chàng sửng sốt nhìn cổ Ngọc Anh nói là cô nương ư chẳng lẽ cô nương cứu tại hạ sao? Nhưng chàng lập tức nhìn thấy Tây Hoang Thần bà với thần sắc lạnh lùng liền khẽ kinh hãi dừng lời lại. Tây Hoang Thần bà thấy Dương Mộng Long tỉnh lại liền bỗng nhiên giận dữ hét to. Đêm qua lão thân đã tha chết cho ngươi, lúc này lại cứu sống mạng ngươi, Ngươi làm như thế với ái ngữ của ta Coi có được chăng Dương Mộng Long chẳng phải không bị trúng độc Chẳng qua lúc này chẳng đã đến chỗ Bách độc không xâm nhập vào được Chất độc của đoạt mệnh kim thoa tuy lợi hại Nhưng không bao lâu đã bị hóa giải và tan biến đi Chàng được Tây Hoang Thần Bà dùng thủ pháp độc môn nắn bóp một hồi nên lập tức tỉnh táo trở lại. Tuy trong đầu chàng vẫn có chút ngơ ngác nhưng cũng ít nhiều hiểu được chuyện trước mắt nên chàng vội nói cũng tại vãn bối đáng chết đó vốn là một chuyện hiểu lầm thực sự có lỗi với mai cô nương vãn bối chàng khẽ ngó cổ ngọc anh một cách không tự nhiên nói vãn bối nên xin lỗi cô nương ấy tây hoang thần bà hừ một tiếng nói muộn rồi dương mộng long kinh hãi nói muộn rồi ư tây hoang thần bà hậm hực nó đã xuất ra làm ni cô rồi dương mộng long trợn tròn cặp mắt nói xuất ra làm ni cô ư rồi cho vãn bối hiểu lầm cô ta cũng chẳng qua là một chuyện nhỏ thôi Cô ta làm sao lại vì thế mà xuất ra Chẳng như hiểu ra điều gì chật đỏ mặt nên dừng lại một cách không tự nhiên Cổ Ngọc Anh khét thở than một tiếng nói Dương tướng công Thật ra sợ việc xảy ra như thế nào có thể nói cho ta nghe chăng Dương Mộng Long lắc đầu thở than nói Tại hạ ngộ nhận Mai Cô ngưng ham muốn bảo tàng nghiêm vân Thiết kế hãm hại tại hạ ai ngờ thật sự quan ức cho cô ta Chàng quay sang Tây Hoang thần bà xá giải nói Lão tiền bối có biết thật ra Mai Cô Nương đi đâu rồi không? Tây Hoang thần bà nói. Ở Bạch Vân Nam trong tử Hà Lãnh, cách đây 50 dặm, ở chính hướng đông. Bà trầm giọng lại nói. Nếu ngươi có thể khuyên được ánh nữ của ta hồi tâm chuyển ý thì thôi. Bằng không bất luận ngươi trốn đến chân trời góc biển, lão thân cũng phải đánh ngươi nát thành muôn mảnh. Dương Mộng Long lớn tiếng nói. Nếu văn bối không khuyên được Mai Cô Nương hồi tâm chuyển ý, Xe ngang kiếm tử tuyệt ở trước mặt cô ta Lấy cái chết để đáp đền không cần tiền bối phải ra tay Nói xong chàng lớn bước toan đi ra ngoài Cổ Ngọc Anh đột nhiên gọi Dương tướng công Dương Mộng Long dừng bước quay người lại khẽ vỗ mạnh vào chán nói Tài hạ quên hỏi cô ngương lệnh sư Cổ Ngọc Anh nói Ngộ Trần Thiền Sư bị truy khốn ở trong cửu khúc cốc Gia sư đã đi mời viện thổ trong nhất thời chắc không sao đâu Chàng không còn lo lắng nữa chỉ là chuyến đi này của chàng Dương Mộng Long nói Tại hạ chỉ giải thích chuyện hiểu lầm Mai cô nương át sẽ bỏ qua ý nghĩ xuất ra Trễ nhất là lúc vào tối Thì sẽ theo mai cô nương trở lại nơi này Cổ Ngọc Anh nói Chẳng nghĩ rằng sự việc dễ dàng như thế sao Dương Mộng Long khẽ sửng sốt Chẳng lẽ mai cô nương không chịu nghe lời giải thích của tại hạ Cổ Ngọc Anh nói Mai cô nương là người cao sang thuần khiết Cô ta đã bỏ lại mẫu thân xuất ra làm nhi cô Không biết đã hạ quyết tâm bao lớn chỉ với một lời nói của chàng sẽ có thể khiến cô ta hồi tâm chuyển ý sao? Tây Hoang thần bà nói, ái nước của ta từ nhỏ đã được nuông chiều, việc nó quyết định cả lóc thân cũng không khuyên can được, chỉ sợ nó thật sự khó mà hồi tâm chuyển ý nữa. Bà thở dài một tiếng khóe mắt lại năn ra hai giọt nước. Dương Mộng long khép bẻ tay ấp ống nói, vậy thì khó khăn rồi. Cổ Ngọc Anh lạnh lùng nói, nếu có thể ta cùng đi với chàng, bảo đảm mai tỷ tỷ sẽ rời khỏi tòa miếu ấy lập tức dương mộc long vui mừng nói không biết cô nương có rượu kế gì cổ ngọc anh nói thành tướng chi bằng khích tướng nói cũng không có gì lạ cả mấy xong ánh mắt khẽ quay sang tây hoang thần bà gợi ý kiến của bà ta tây hoang thần bà cau mày nhìn nàng rồi nói có người cũng đi không chừng có hy vọng hơn nhưng mà bà khẽ lắc đầu ánh mắt dán chặt vào mặt của nàng cổ ngọc anh cởi khúc khích nói vậy thì tốt lắm nàng quay mình chạy vào trong nội thất chẳng bao lâu có một người ăn mặc theo lối tiểu đồng nhỏ tuổi chạy ra từ trong nội thất tây hoang thần bà vào dương mộng long hai người không khỏi cùng lúc sửng sốt tên tiểu đồng ấy cười khúc khích nói như thế này đại khái mai tỷ tỷ nhìn không ra rồi chăng lúc này tây hoang thần bà vào dương mộng long mới biết hắn lại là cổ ngọc anh giả giảng dạng thì ra nơi đây ngẫu nhiên vốn là nơi di trú của nhà đi săn trong nội thất còn có mấy bộ đồ đàn ông bản thân nàng vốn có mang theo một bộ mặt nạ ra người cải trang nên dĩ nhiên nhân đó mà đem ra tây hoang thần bà cũng khẽ lộ ra nụ cười nơi khóe miệng nhưng vẫn lạnh lùng nói nếu khuyên được ái nữ ta trở về lão thân không những không truy cứu việc dĩ vãng mà còn hậu tạ các ngươi cổ ngọc anh khẽ mỉm cười nói việc không nên chậm trễ chúng ta hãy đi mau thôi vừa nói nàng liền thi lễ với tây hoang thần bà bỏ đi trước trong lòng hai người đều nôn nóng như nhau chạy nhanh về hướng chính đông đại khái sau một giờ, hai người đã chạy tới trước một tòa núi nghiêng ngang xinh đẹp. Tòa núi ấy không cao lắm nhưng lại có cây cối ôm um tùm, siêu trần thoát tộc khiến người ta phải sao lòng nghĩ ngợi. Dương Mộng Long và Cổ Ngọc Anh hai người vội vàng tìm đường đi lên. Một hồi tiếng chuông mõ lọt vào trong tay, giữa rừng cây âm u có một căn miếu vũ ngói xanh tường đỏ sừng sững ở nơi xa xa. Dương Mộng Long vội vàng nói, đến rồi đại khái đây chính là Bạch Vân Nam rồi trong lúc nói chàng liền gia tăng bước chân xẹt nhanh tới miếu vũ ở trong cánh rừng ấy như một mũi tên lìa khỏi dây cung cổ ngọc anh theo sát ở phía sau chớp mắt đã đến ngoài sơn môn nhưng trước mắt có bóng người thấp thoáng đột nhiên có người cản lối đi dương mộng long ngạc nhiên dừng bước lúc định mắt nhìn xem lại không khỏi giật mình thì ra người đứng trước mặt mình chính là lão bà tóc bạc tiểu thì áo xanh và hai tên đại hán trung niên đi theo mai tố ngọc lão bà tóc bạc chỉ vào mặt của dương mộng long trầm giọng hết lớn đồ tặc tử phụ bạc tiểu thư nhà ta có điểm nào có lỗi với ngươi dương mộng long vội nói xin lão tiền bối hay ngươi giận vẫn bối đến đây là để khuyên ngăn mai cô nương lão thân phải liều với ngươi rồi bà xé năm ngón tay dơ trưởng lên toan đánh tới dương mộng long thấy bà ta giận dữ đến mất hết vẻ bình thường không thể hoàn toàn nói bằng lý nữa nhất thời không biết làm sao rất là khó xử cổ ngọc anh đi tới một bước khét lão nhân già thà chịu để tiểu thư nhà bà xuống tóc quy y sao lão bà tóc bạc nghe nói liền sửng sốt ngưng trưởng không đánh hết nói bậy cũng tài tên tiểu tử này ép cô ta đấy dương mộng long cởi khổ nói phải trái trắng đen bây giờ nói cũng vô dụng tài hạ sẽ đi khuyên cô nương bỏ ý định xuất gia nếu không khuyên được sẽ lãnh sở trách phạt của lão nhân ra đây cũng không muộn lão bà tóc bạc khở nói bất luận được hay không được lão thân cũng không dễ dàng tha thứ cho ngươi đột nhiên có một hồi tiếng chuông dài du dương vọng tới lúc này đã gần lúc mặt trời lặn trong ánh tà dương trong rừng núi nổi lên một lớp sương mù màu, màu tím cộng thêm tiếng chuông thê lương đơn điệu ấy khiến người ta không khỏi cảm thấy thê lương cấp bội tiếng chuông vang lên chín hồi rồi lại chấm dứt tiếng chuông mõ cũng theo đó mà trầm tịch xuống tiểu thì áo xanh non nó nóng chảy tới khẽ do dự gọi mỗ mỗ tiếng chuông qua rồi nó bà tóc bạc hậm hực cản ở trước mặt dương mộng long nghe nói thuận miệng nhất tiếng chuông qua rồi thì làm sao tiểu tỷ áo xanh nói lão ni cô phải xuống tóc cho tiểu thư rồi lão bà tóc bạc rung động toàn thân đột nhiên căm hận nhìn vào mặt dương mộng long nói lúc nãy ngươi nói cái gì dương mộng long than rằng tài hạ muốn vào trong am khuyên mai cô nương hủy bỏ ý định xuất ra. lại bị lão nhân gia cản trở không cho đi lão bà tóc bạc vội lách người qua hết đi mau nếu tiểu thư xuống tóc rồi lão thân nhất định phải cắt đầu ngươi xuống dương mộng long không thèm nhiều lời cùng cổ ngọc anh song song nhún người phóng vào trước bạch văn am chiếm đất khá rộng điện đường nguy nga tàng kinh bảo tháp cao ngất trời làm cho người ta tự nhiên nảy sinh một thứ tình cảm nghiêm trang túc mục dương mộng long không dám mạo muội chẳng khe gõ ba cái trên sơn môn sơn môn kẹt một tiếng mở ra hai nữ ni trẻ tuổi chắp tay trước ngực đồng thanh nói nếu hôm nay thí chủ đến lễ phật thắp nhang xin ngày mai hay đến hôm nay dương mộng long vội nói chúng ta chẳng phải đến đốt nhang mà vì có một việc khẩn yếu muốn tham kiến chủ trì của quý am phiền hai vị truyền báo một tí hai vị nữ ni đồng thanh nói gia sư không qua lại với những người tục gia sơn nay không gặp khách tiểu ni không dám chuyển bẩm dương mộng long nhíu chặt đôi mày nói vậy thì xin hỏi có một vị mai tố ngọc cô nương muốn xuống tóc ở quý am chăng hai tiểu ni tuyên một tiếng phật hiệu nói tiểu ni không biết dương mộng long không thiện xông đại vào lại không hỏi gì được ở hai tiểu ni nhất thời không khỏi nôn nóng đến hết sức khó chịu đột nhiên trong ni am tĩnh mịch vang lên ba tiếng trống cổ ngọc anh ra dấu với dương mộng long nói không thể chờ nữa nói không chừng đành xông vào thôi lời nói hợp ngay ý của dương mộng long nên chàng liền cung tay nói hai vị thiếu sư phụ đã không chịu truyền bẩm chúng ta đành xông vào thôi người của chàng theo tiếng nói liền bật bổng lên cao hơn mười trận bay người vào trong cổ ngọc anh bay theo sau đuổi tới trong sân môn liên tiếp có ba lớp đại điện đều cuồn cuộn nhang khói đèn đuốc huy hoàng nhưng lại không có một bóng người phía sau lớp đại điện thứ ba là một thông đạo dài thuôn bên hông trồng mấy cây tùng bách nơi tận cùng là một tòa đại điện nguy nga tiếng trong chảo vang xa của trung mõ chính là từ trong tòa đại điện ấy vọng ra dương mộng Long và cổ ngọc anh rón rén từ từ đi tới cửa điện chỉ thấy trong đại điện chan hòa nhang khói hơn hai mươi nữ ni chắp tay khét tuyên phật hiệu đi từ từ vòng theo đại điện một áo ni có cặp lông mày trắng như tuyết đang ngồi trên một chiếc bồ đoàn cao to ở chính giữa trong miệng lẩm bẩm như đang ngẩm tụng kinh ở trước mặt áo ni thì có một thiếu nữ mặc áo vàng quỳ tại đó nhưng trang sức trên đầu đã cởi ra hết mái tóc gợn sóng buông xóa sóng hai bên vai nàng cúi đầu thật thấp cơ hồ chạm vào trước cuối của lão ni lão ni cô lẩm bẩm một hồi đột nhiên đưa tay gõ vào chiếc mó xinh xắn đeo ở trên cổ Tiếng mõ rất trong trẻo và trong tiếng chuông trống nó vẫn rõ ràng lọt vào tai khiến người ta phải giật mình. Nhất thời tiếng chuông trống tụng niệm đều tự nhiên im bặt. Lão Nghi Cô mở mắt ra niệm rằng Thân nhập Phật môn lục can tỉnh, dị nhật linh sơn tiếu niêm hoa. Tiếp theo bà ta lớn tiếng tuyên một tiếng Phật thiệu nói Mai Tố Ngọc. Thiếu nữ áo vàng quỳ phục xuống bất động, Lão Nghi Cô lại gọi Ngộ Nhân. Thiếu nữ áo vàng cái ngẩng đầu lên nói Sư Phổ lão cô lại tuyên một tiếng phật hiểu đưa tay đón lấy cây kéo của một nữ ni đưa tới nói ngươi thật sự chẳng chút nhớ mong vĩnh tuyệt duyên trần rồi sao tiếng nữ áo vàng khẽ rồng mình nhưng lại chẳng chút trần trở nói theo nữ lòng trong như nước vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới việc phàm trần nữa lão cô khen ngợi nói với tư chất của ngươi nước thành tâm tỉnh tu suốt đời ắt có đại thành bà đưa cây kéo trong tay ra đã tính cắt xuống mái tóc của nàng dương mộng long ẩn mình sau một thân cây ở trước điện sớm đã nhìn thấy rất rõ lo không được đường đột lỗ mắng cùng cổ ngọc anh song song phóng người nhảy vào trong điện đồng thời buông tiếng la lớn hãy khoan nhưng dương mộng long chưa đứng vững chân lại bị một luồng đại lực mạnh mẽ dẻo dai đột nhiên bắn ngược trở lại đã hất chàng và cổ ngọc anh song song dội ra ngoài chàng không ngờ lại bị cú này liền giật mình kinh hãi may mà lực đạo ấy dẻo dai khoan hỏa tuy hất chàng văng ra ngoài nhưng chẳng bị thương gì Lão nghi cô ấy đứng sừng sững ở trước cửa điện tiếng nói tựa chuông động hết. Đồ phàm tục ở nơi nào cả gan dám xông vào Phật môn thánh địa vậy. Dương Mộng Long vừa toan trả lời cổ Ngọc Anh rảnh nói trước. Lão sư Thái xưng hô như thế nào vãn bối xin có lời chào. Vừa nói nàng vừa khẽ xá giải thi lễ. Lão nghi cô nhếch mày quay đầu lại hết. Bọn ngươi hãy lui xuống. Hai mươi mấy tên ni cô ở trong điện lập tức nối đuôi nhau lui xuống. Sau cùng Mai tố Ngọc đứng lên khẽ lật nạt quét nhìn ra ngoài điện xe rời khót sen đi theo hai mươi mấy tên nữ ni quay vào nơi hậu điện đợi đoàn người đều lui hết lão ni cô mới để đơn trưởng trước ngực cật đầu nói bần ni khí phạm, xem nhị vị thí chủ tướng mạo đường đường vì sao lại xông đại vào chỗ thanh tu của bần ni vậy dương mộng long nhịn không được nói vị mai tố ngọc công nương đó còn có cao đường lão mẫu chỉ do bồng bột nhất thời nên có ý niệm xuất ra lão sư thái làm sao có thể nghe theo mà xuống tóc cho cô ta được khí phạm lão ni khẽ hờ một tiếng nói thí chỗ là người như thế nào của mai cô nương dương mộng long nhất thời cứng họng ấp úng nói tại hạ cổ ngọc anh vội tiếp chúng ta đều là nghĩa huynh muội của cô ta được lệnh của nghĩa mẫu đến khuyên cô ta trở về khí phạm lão ni khẽ lắc đầu nói ở đây không có mai tố ngọc nào cả chỉ có đệ tử mới thu là ngộ nhân dương mộng long nói cô ta chính là nghĩa muội ấy của tại hạ khí phạm lão ni nói chỉ đáng tiếc cô ta đã vốn trốn không môn duyên trần đều dứt. Rồi cho mẫu thân của cô ta có đến đây cô ta cũng không nhận nữa. Hai vị hãy sớm rời khỏi thôi. Cổ Ngọc Anh lạnh lùng cởi nói. Lão sư Thái nói sai rồi. Phụ mẫu huynh đệ vốn là thân chi tại luân Phật như lai lấy tử bi cứu thế làm tôn chỉ. Nhưng nói hễ vào Phật môn. Cả phụ mẫu thân sinh cũng không thừa nhận nữa. Sợ rằng không hợp với ngã Phật pháp lý. Nàng cái ngưng lại nói. Huống chi bọn tại hạ chẳng phải cưỡng bức nghĩa muội ấy của chúng ta trở về. Chỉ là đem lời nói của nghĩa mẫu nói lại với cô ta. Nếu cô ta vẫn kiên trì xuống tóc, bọn tại hạ sẽ lập tức bỏ đi. Hí phẩm Long Ni nhất thời bị cứng họng ba khét tuyên một tiếng Phật hiệu lẩm bẩm tự nói. Mỗi người đều có nhân duyên khác nhau, Bần ni mới vừa đón nhận được một người có căn cơ thâm hậu, đủ để kế thở y bát, sợ rằng sẽ bị hai tên phạm tục các ngươi nhiễu tám rồi bà mở to cặp mắt đột nhiên chiếu ra hai luồng thần quang lạnh người hiếp. Hai vị đã kiên chỉ muốn gặp đệ tử mới ấy của ta, bần ni cho phép mỗi người tấn công ta ba chiêu. Nếu có thể xông vào điện môn sẽ cho phép các ngươi gặp mặt với nhau, bằng không ấy sớm rời khỏi đây là tốt hơn. Dương Mộng Long lớn tiếng nói, cũng được lão sư thái đao vạch ra cách như thế ván bối đành tuân mạng thôi. Tuy lúc nãy chẳng bị té dội ra ngoài cửa từ trong điện, nhưng do không ngờ lão ni này là người luyện võ nên chưa có ý giới bị. Lúc này tuy ra xem thần quang lạnh người của lão ni là một nội gia danh thủ xuất sắc nhưng vẫn chưa để tâm. Giảng nó nắm gặp Mai Tố Ngọc không muốn dây dơ nhiều đến lão ni. Nên ngầm đề tụ nội kình đến trên dưới tám thành hết to. Lão sư thái hãy chú ý đấy. Chàng lắc vai sông tới. Lúc này vì công lực của bản thân chàng quá cao. Không muốn làm cho lão ni bị thương sẽ nằm hỏng việc. Lão ni ấy tuy bắt mỗi người tấn công ba chiêu nhưng lại xông vào cửa điện kể như đã thắng cuộc cửa điện ấy hết sức rộng lớn lão nghi cô đứng ở trong cửa khoảng trống ở bốn bên rất nhiều nên chàng không tấn công ngay vào lão nghi mà nhằm khoảng trống ở bên cạnh bà ta mà công tới trong dự đoán của chàng chỉ cần xông vào một cái ác sẽ tiến vào cửa điện không còn nghi ngờ gì nữa nào ngờ sự việc này xảy ra hết sức bất ngờ khí phạm sư thái đứng ở trong cửa không nhúc nhích nhưng lại có một vùng đại lực phong tỏa hết cả cửa điện như thành đồng vách sắt vậy dương mộng long liền động mạnh một cái chỉ nghe bùng một tiếng dữ dội cả thân mình lập tức bị dội ngược trở ra văng ra ngoài hơn trưởng. Cổ ngọc anh kinh hãi la lên một tiếng vội vàng chạy tới đỡ chẳng dương mộng long nào đảo đứng lên khét thở hổn hển đột nhiên chém ra một trưởng đánh ra một quyền thân hình nối tiếp bật nên vẫn nhằm khoảng trống ở mép bên mà sông tới theo chẳng nghĩ thì tuy lão nghi ấy có thể dồn ngợi lực ra phong tỏa cửa điện. Nhưng ngợi lực phân tán thành một vùng rộng lớn như thế, uy lực tất nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ cần đánh ra một kẽ hở trước thân mình theo đó mà xông vào, chẳng những có thể sấn vào trong điện mà còn có thể đụng ngã lão nghi cô. Một quyền một trưởng ấy của chàng đã đề tụ đến chính thành công lực. kình phong giết nên vù vù uy thế kinh người đột nhiên cùng lúc xông tới. Chàng chủ yếu phải hành động chẳng có lo nghĩ gì khác hai chiêu đã đánh ra thân hình liền vọt theo bên tai chỉ nghe lão nico buông ra một chàng cười lớn ha hả tiếng cười như tiếng chuông ngân dài đồng thời như thấy lão nico khéo phất hai cánh tay áo chàng vẫn như chạm vào trên một bức tường sắt lại bị hất văng ra lúc này bị té nặng hơn lần trước nhiều chàng cảm thấy tứ chi đau nhức xương khớp như dã rời chàng từ từ bò dậy dưới sự nâng đỡ của cổ ngọc anh vừa kinh hãi vừa nghi hoặc nhất thời không khỏi suy si ngồi ở dưới đất nhìn lão ni cô oai phong lẫm lẫm mà phát khở thật đây là việc khó mà tưởng tượng một lão ni cô chẳng có tên tuổi chẳng những có thể đỡ được hai lần toàn lực công kích của mình mà còn không nhúc nhích làm mình té đến đầu trắng mắt hoa đây là võ công làm cho người ta đáng kinh hãi biết bao gốc quá của lão ni này thế nào nhưng chàng không rảnh mà suy nghĩ nhiều ba chiêu tấn công hết hai chiêu chiều cuối cùng nếu không thành công thì làm sao còn có mặt mũi về gặp tây hoang thần bà mà còn khiến mai tố ngọc xuống tóc làm ni cô mình lại sẽ mang bao nhiêu ân hận với nàng chẳng ngơ ngác suy nghĩ trong lòng chẳng gấp gáp tấn công chiêu sau cùng cứ lo ngồi ở dưới đất vận công điều tức qua hết thời gian uống xong nửa tuần trả lão ni cô ấy đã đợi đến phát bậc trầm rộng nhất nếu bọn ngươi tự nghĩ không xong thì hãy sớm ra khỏi am đi bần ni còn có việc phải làm không có thời gian dư thừa lại nhải với các ngươi dương mộng long suy nghĩ trong lòng đột nhiên lộ vẻ vui mừng nên chẳng liền đứng lên cười nói tuy vẫn bối bại hết hai chiều nhưng chiêu thứ ba này lão sư thánh nhất định đỡ không nổi nó lão ni cô bĩu môi nói nói không vô bổ hãy mau ra tay đi dương mộng long mỉm cười không nói lại thình đình một chỉ điểm tới chỉ phong mang theo tiếng gió rít như rồng gầm vậy kèm theo đó là một sức nóng bỏng công tới Lão Nghi Cô quả nhiên giật mình kinh hãi Bà khẽ ồ lên một tiếng vội nét thân hình sang một bên Dương Mộng Long sớm đã thổ thế đẩy sẵn Chính trong lúc Lão Nghi Cô né tránh Chàng liền lách vai một cái đã xẹt vào trong điện xá giải nói Cảm ơn Lão Sư Thái đã nương tình Khiến huynh muội tại hạ được gặp mặt Lão Nghi Cô tuyên liền hai tiếng Phật hiệu Bà chăm chú nhìn Dương Mộng Long nói Cái mà thí chủ thi triển lúc nãy có phải là huyền nguyên chỉ không? Dương Mộng Long nói, Lão sư Thái kiến văn uyên bác chút kỹ xảo mọn này quả nhiên không thoát khỏi pháp nhẫn của sư Thái. Lão sư Thái khẽ mở mắt ra lạnh nói. Thí chủ có thể cho biết tuyệt kỹ này được học từ nơi nào. Dơ Mộng Long khẽ sửng sốt nói. Là một vị thế ngoại kỳ nhân dạy cho. Lão Nghi Cô mở to cặp mắt nói. Chẳng lẽ nghiêm vân còn chưa chết sao? giờ Mộng Long giật mình nói. Lão tiền bối làm sao biết là do nghiêm vân dạy cho. Chẳng lẽ lão tiền bối với lão. Lão cô thở than một tiếng nói Những việc này không cần nói nữa Bà xoay chuyển đầu đề lại nói Nghiêm vân đã hơn 300 tuổi Mặc cho một người có công lực tu vi cao thâm như thế nào Tuyệt không thể sống được lâu dài như thế Nếu Bần ni đoán không sai Phải là nguyên thần của hắn giúp ngươi tu tập mà thành Bần ni nói có đúng không Dương Mộng Long càng thêm kinh hãi nói Lão tiền bối khổ tu ở trong núi sâu Lại biết rõ chuyện này như thế nếu tiền bối chẳng phải là lục địa thần tiên Thì là có quan hệ mật thiết với nghiêm lão tiền bối Hí phạm sư thái lạnh lộng hết Thí chủ vọng ngôn rồi Bần ni sớm đã cắt đứt duyên trần Đừng nói chẳng có quan hệ với nghiêm vân Dù cho có chăng nó cũng không liên quan đến bần ni Bà khẽ ngẩn nói Huyền nguyên chỉ vô cùng lợi hại Mong thí chủ hãy thiện tâm đừng lạm sát Bằng không chẳng những thí chủ khó tránh khỏi lẽ Trời chính nghiêm vân cũng khó thoát kiếp luân hồi Dương Mộng Long run sợ ứng tiếng. Vãn bối nhớ rồi nhưng mà phải chăng lão tiền bối sẽ giữ lời cho phép tại hạ. Khí phạm sư Thái tuyên một tiếng Phật hiệu nói. Kẻ xuất ra không bao giờ nói dối bần đi làm sao có lời của trẻ con được. Tiếp theo bà quay người gọi ngộ nhân. Chẳng mấy chốc chỉ thấy Mai Tố Ngọc cúi đầu đi ra. Tóc dài xóa xuống vai sắc mặt thảm đạm nàng chẳng thèm nhìn thấy Dương Mộng Long từ từ đi tới bên cạnh khí phàm sư thái nói nhỏ. Đệ tử tuy chưa xuống tóc nhưng thân này đã vào trốn cửa Phật. Cắt đứt liên hệ với nhân gia chỉ cầu sư phụ tác chủ đừng trục xuất đệ tử ra trưởng môn. Khi Phạm Sư Thái khẽ thở than nói, đi hay ở đều do ngươi tự mình quyết định Bần đi chẳng can thiệp vào. Nói xong bà cất bước đi ra phía sau, nhất thời trong đại điện chỉ còn lại nàng và Dương Mộng Long, cổ Ngọc Anh ba người. Mai tôi Ngọc lạnh lùng kẽ liếc nhìn Dương Mộng Long nói, các hạ cứ ép buộc hoài vẫn là việc ở trong động của quỷ sầu giản trăng. Dương Mộng Long cảm khái khét thở than nói Thầy hạ không rõ sự việc thực sự có chỗ quá đáng với cô nương Bất luận cô nương có trách mắng làm sao Thầy hạ cũng can tâm đón nhận Chỉ mong cô nương đừng có ý nghĩ xuất ra Mai Tố Ngọc lạnh lùng nói Đổ rồi ta xuất ra là do tố trí bình sinh Tất cả đều không liên quan đến việc trong cổ động Bất luận việc ấy là các hạ nên tha thứ cho ta Hay là ta nên tha thứ cho các hạ đã thành chuyện quá khứ Đừng nhắc lại làm chi nữa dương mộng long như bị tạt một thau nước lạnh vào mặt ấp ống nói chỉ là cô nương còn trẻ tuổi làm sao có thể mai tô ngọc trợn mắt lớn tiếng quát các hạ là người thế nào với ta cũng hỏi vậy được chăng dương mộng long đỏ mặt tia tai cúi đầu không nói trong lòng chàng đột nhiên rất hối hận đáng lý không nên đến hướng trận mất vui này mình đắc tội với nàng là một việc nàng muốn xuất gia lại là một việc khác hai việc này hình như không thể kéo chung một chỗ mình đã đến xin lỗi là đủ rồi Mai Tố Ngọc nói rất đúng Mình có tư cách gì mà can thiệp vào việc xuất gia của nàng Nhất thời chẳng hận không thể tìm một khe để chui xuống dưới đất Cổ Ngọc Anh ở bên cạnh khe mỉm cười nói Mai cô nương lan chất tuệ tâm Thông minh hơn người nhưng việc này lại không khỏi quá bất trí Nàng xoay chuyển ánh mắt từ từ nói tiếp Bỏ mặc cao đường lão mẫu không lo là bất hiếu Còn trẻ tuổi hữu dụng mà chuồn vào trong môn là bất trí Chỉ gặp chút trở ngại nhỏ mà chán đời là vô dụng Mai Tô Ngọc Thủy Trung cho nhìn qua cổ Ngọc Anh giả dạng là một tiểu đồng. Lúc này nghe nói mới xoay chuyển ánh mắt hết. Ngươi là ai cũng dám đến đây không ngừng lẻo mép. Cổ Ngọc Anh ông dung cởi nói. Tại hạ là độc cô Ngọc mới kết nghĩa Kim Lan với Dương Huynh. Nghe thấy hành động bất trí của cô Nương đặc biệt đến đây lấy đại nghĩa tương trách. Mong cô Nương nghe theo lời nói đúng mà thay đổi chủ ý. Mai Tô Ngọc lạnh lùng nói. Mặc ngươi có nói cái lưỡi cũng đừng mong khuyên ta được. Độc cô Ngọc nói, Cô nương tự nghĩ rằng vào trong không môn sẽ có thể nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành tránh được lời bình phẩm của người đời với cô nương rồi chăng? Mai Tô Ngọc chợt thay đổi thần sắc nhưng vẫn nói một cách lạnh lùng. Ta đã cắt đứt duyên trần ý kiến của người đời còn lý đến nó làm gì? Độc cô Ngọc nói, chỉ sợ cô nương còn không thể đạt đến cảnh giới sũng nhục dai vong, vạn niệm câu khôi. Xin cứ cho tài hạng nói ra mấy điểm. Thứ nhất, cô nương thua Hoàng Phủ Vân một cú chỉ bị một trở ngại nhỏ vốn có thể tái vốn hùng phong, đại bại Hoàng Phủ Vân lão nhi. Nhưng cô nương đột nhiên xuất ra ác sẽ làm cho quần hùng võ lâm nhất trí tưởng rằng cô nương tham sinh quý tử. Nương nhờ vào làm môn hạ của khí phạm sư thái để mong tự giữ. Cô nương chẳng phải đã hủy đi danh dự của phái Tây Hoang sao. Mai Tố Ngọc với thần sắc khích động quá to. Không tới mấy hôm nữa ra mẫu nhất định sẽ đại bại Hoàng Phủ Vân ai dám nghị luận thị phi tốt xấu của phái tây hoang độc cô ngọc cười nói rồi cho lệnh đường có thể đánh bại hoàng phủ lão nhi những cô nương bị thất bại mà rút lui vẫn để lại một vết nhơ lớn cho phái tây hoang những thứ này tạm hãy đừng nói tới thứ hai Nàng khẽ quét nhìn dương mộng long nói dương huynh có thể tạm lánh mặt một chút chăng dương mộng long khẽ sửng sốt nhưng lập tức thì khẽ mỉm cười nói tiểu huynh tuân mạng chàng quay người đi ra khỏi điện đi vào trong đỉnh viện Đọc cô Ngọc tiếp tục nói Việc của cô nương vào Dương Huynh càng khiến người trong võ lâm đem làm chuyện cười Mai Tố Ngọc như bị người ta chém trúng một đao sắc mặt nên trở thành tái xanh Mười ngón tay hơi run miễn cưỡng hiếp Ta với hắn có quan hệ gì đáng cho nhân vật võ lâm đảm luận Đọc cô Ngọc lén liếc nhìn cô ta nói Chỗ để nói rất nhiều như với tại hạ mà nói Chỉ trừ bề ngoài mà suy đoán cũng có mấy điểm nghi ngờ Môi miệng của Mai Tố Ngọc mấp máy muốn nói nhưng lại một câu cũng không nói ra độc cô ngọc từ từ nói tuổi của cô nương và dân huynh sấp xỉ nhau tài mạo song tuyệt mấy lần tương trợ đã làm cho người trong võ lâm ai nấy đều thấy họ nghĩ rằng đây là một đôi trai gái trời sinh sớm muộn át sẽ kết thành thiên lý chuyên làm chuyện phúc lành trong võ lâm mai Tô ngọc thứ chi đều run lên hết ta với hắn chỉ là đạo nghĩa chi giao làm sao có thể làm người ta có sự suy đoán như thế độc cô ngọc cười nói Xưa nay trong giang hồ không phân biệt thị phi Mặc cho cô nương biện giải thế nào Cũng khó lấp được miệng của mọi người Cô nương bị nhục bởi Dương Mộng Long tức giận mà xuất ra Sẽ làm cho giang hồ càng bản tán xôn xao Mai Tố Ngọc bị trích vào chỗ đau nhịn không được khỏi Họ nói gì vậy Độc cô Ngọc nói Họ sẽ nói cô nương cầu hôn không được mới xem nhạ hồng trần Mai Tố Ngọc rung động toàn thân Nhất thời đứng không vững lão đảo muốn té Độc cô Ngọc do dự nói tiếp đây là lẽ bình thường cô nương là người tuyệt đỉnh thông minh chắc không đến nỗi không nghĩ được nó mai cho ngọc rưng rưng ngấn nệ mím chặt môi không nói được lời nào đọc cô ngọc cười quái lạ nói tại hạ có thể hiến ra một ý kiến vọng về chăng mai cho ngọc hình như mất hết trí tuệ mệt nhọc nói ngươi nói đi đọc cô ngọc cười nói cô nương chỉ có cách dùng sự thật đánh tan lời đồn nàng hạ thật thấp giọng nói xuống bỏ ý định xuất ra sao lánh dương mộng long cùng lệnh đường giúp đỡ võ lâm quần hào đánh bại hoàng phủ vân sau đó trở về tây hoang hoặc là lựa chọn một đấng phu quân khác tự làm cho quần hùng thiên hạ không nói gì được nữa đôi má tái xanh của mai tố ngọc liền ẩn đỏ lên nàng nhíu chặt mày mặc nhiên không nói thật lâu nàng mới khẽ thở than một tiếng hậm hực nói được rồi đã không cho ta xuất ra ta sẽ quậy cho giang hồ điên đảo luôn trong ánh mắt đột nhiên chiếu ra hai luồng tia sáng kỳ dị căm hận cái nhìn vào cổ ngọc anh cổ ngọc anh khẽ rùng mình run sợ đột nhiên có một tiếng phật hiệu nổi lên từ bên mình khí phạm sư thái này đã không biết đi ra từ khi nào chỉ nghe bà ta lớn tiếng nói đồ điên phen này đi một cái lại vướng bận thêm hai mươi năm tỉnh nghiệt mai Tô ngọc bị cổ ngọc anh làm phai đi ý nghĩ xuất ra trong đầu một vùng hỗn loạn nàng chưa nghe rõ khí phạm sư thái nói những gì quay người nói một cách không tự nhiên sư phụ đệ tử khí phạm sư thái ngậm cười khoát tay nói đi đi định số khó tránh nhưng mà sớm muộn ngươi vẫn là người trong phật môn ta mai tô ngọc nhở như lại một này thẹn thùng bỏ đi dương mộng long sớm đã đợi ở ngoài cửa thấy mai tô ngọc đi ra chẳng vui mừng hớn hở vội chạy tới nói cô nương không ngờ mai tô ngọc coi như không thấy chẳng thèm hỏi an tự lo đi ra khỏi an ở ngoài sơn môn chẳng những bọn não bà tóc bạc đều đang chờ đợi tin tức thì ra tây hoang thần bà cũng đã đến nơi ánh mắt bà ta chiếu ra tia sáng kỳ dị ràn rụa nước mắt mai tô ngọc khen gọi một tiếng lập tức nhà vào trong lòng tây hoang thần bà không khỏi khóc nắp nức nở tây hoang thần bà khẽ vỗ vai nàng nói chúng ta lập tức đi tìm hoàng Phổ vân thanh toán xem mẫu thân làm cho hài nhi hạ tức bà ta khẽ quét nhìn dương mộng long lại quay sang lão bà tóc bạc nói dẫn tên oát con ấy đi theo đừng để hắn chạy mất lúc trở lại lão thân thế giáo huấn hắn một trận đích đáng lão bà tóc bạc nghe nói lập tức chạy lại thò tay chộp lấy uyển mạch của dương mộng long dơ mộng long trắng nản thở than chẳng không ra tay kháng cự mặc cho nó bà tóc bạc nắm lấy uyển mạch cho nên một đoàn người nên nhắm hướng cổ khúc cốc đi tới lúc này đã vào tối gió thu hiu hiu thổi tiếng côn trùng kêu rỉ rả đêm khuya đi giữa hoang sơn càng cảm thấy hoang lương tây hoang thần bà dẫn đầu đi trước đại khái sau canh hai đã đến một miệng khúc khác của cổ khúc cốc tây hoang thần bà sẽ xem xét tình hình ở miệng cốc không dừng bước đi vào trong Cổ Ngọc Anh kéo giật mình nàng nhịn không được đi vội tới một bước nói. Miệng cốc ắt có mai phục lão tiền bối hay coi chừng. Tây Hoang thần bà dừng bước lại nói. Nếu nó thân bị vững bẫy của Hoàng Phủ Vân Lão nhìn nữa cũng uổng nằm trưởng môn của phái Tây Hoang rồi. Nhưng bà ta quay đầu ngắm nàng một cách có chút kỳ lạ hết. Tại sao ngươi cũng theo tới vậy? Cổ Ngọc Anh dùng mình nói. Ván bối phải đi tìm Hoàng Phủ Long Ma trả thù dĩ nhiên là phải theo tới. Tây hoang thần bà hừ lạnh một tiếng đột nhiên dùng truyền âm nhập mật nói. A à, đầu nếu ngươi dám để lộ nguyên hình trước mặt anh như ta, lão thân sẽ cho ngươi chết không có đất mà chôn đấy. Nói xong bà dìu mai tố ngọc đi trước vào trong cốc. Dương Mộng Long vẫn bị lão bà tóc bạc giữ chặt. Hành động không thể tự do, chàng đi sát theo sau tay hoang thần bà cũng mãi đi vào trong. Cổ Ngọc Anh đi ở sau cổng trong lòng chợt cảm thấy bi thương thầm nghĩ rằng. Xem ra ta tự lấy đá đập vào chân mình rồi, nàng khét thở than một tiếng cũng đi theo vào trong nàng vốn lo no lắng nhất định có cơ quan mai phục ở miệng cốc nào ngờ mãi đi tới đều bình lặng vô sở nàng vừa kinh hãi vừa nghi hoặc trong lòng nghĩ rằng chẳng lẽ bọn ngộ trần thiền sư đều đã bị độc thủ của hoàng phủ long nhi hay là ân sư đã mời được thiên thủ bồ đề đến san bằng cửu khúc cốc rồi trong lúc suy nghĩ đã đến trong trang viện tây hoàng thần bà ngang nhiên đi thẳng vào bà cũng không khỏi cảm thấy có chút thắc mắc khó hiểu thì ra bọn ngộ trần thiền sư đều thủ ở trong đại sảnh tàn tâm long ni thì vẫn chưa về dương mộng long bị thương lành trở về mà lại mời tây hoang thần bà đến dĩ nhân mọi người đều một phen kinh hãi vui mừng nhưng lúc thấy dương mộng long bị lão bà tóc bạc nắm chặt một cánh tay và cổ ngọc anh lại bỏ hết châm cải trên đầu lại không khỏi vừa kinh hãi vừa nghi hoặc có chút ngạc nhiên thất sắc cổ ngọc anh dùng truyền âm nhập mật đem sự việc trải qua nói cho bọn ngộ trần thiền sư nghe qua một lượt mọi người mới hết lấy làm lạ chỉ dấu trừng mai tố ngọc và bọn người lão bà tóc bạc tây hoàng thần bà khẽ quét nhìn mọi người trong sảnh nói hoàng phủ lão nhi mãi chưa lộ diện sao ngộ trần thiền Sứ nói bọn lão đang thắc mắc khó hiểu vì chuyện này người trong cốc chẳng có một ai đến nay vẫn chưa tìm được chút manh mối nào lão khẽ ngừng có chút hổ thẹn nói tiếp cách bố trí cơ quan ở dưới đất này phiền phức đa biến bọn lão nạp không có người tinh thông kỳ môn ngũ hành còn chưa xuống dưới cha xem nhưng tất cả những lối vào xuống đất đều đã bị phong tỏa cổ ngọc anh nghe nói cũng không khỏi ngẩn ngơ đây hết sức ra ngoài sự dự đoán của nàng hoàng phủ long nhi thực sự đã cao chạy xa bay trốn đi rồi chăng trên mặt bọn người tây hoang thần bà cũng đều đầy vẻ thắc mắc không hiểu mai trong ngọc thần sắc điểm nhiên nàng mải ngồi im một bên không nói cả đầu cũng hề chưa ngẩng lên một cái lúc này cũng chịu không nổi nữa chen miệng nói đó có gì mà khó hiểu Rõ ràng là Hoàng Phủ Vân đã đi mời tay trợ giúp rồi Mọi người nghe nói không khỏi sửng sốt ánh mắt đều nhìn vào nàng Ngộ Trần Thiền Sư thắc mắc nói Hắn vì sao lại phải đi tìm tay trợ giúp Mai Tổ Ngọc khẽ mỉm cười Nếu chỉ làm bọn người của Lão Thiền Sư với Hoàng Phủ Vân và sức của huyết minh tứ ma Dĩ nhiên là không cần phải mời viện thổ Nhưng lão lại sợ hai người Một người là mẫu thân của ta Một người là thiên thổ bổ đệ trên mặt bọn Ngộ Trần Thiền Sư đều thoáng qua vẻ khó chịu, nhưng Mai Tố Ngọc nói đúng sự thật, nên tuy lời nói của nàng gần như làm nhục họ nhưng không ai ra miệng cãi lại. Thật nâu Ngộ Trần Thiền Sư mới lấy giọng nói, cô nương có biết Hoàng Phủ Lao Nhi đi mời ai không? Mai Tố Ngọc nói, trên đời này chẳng có mấy người hơn thua với gia Mẫu và Thiên Thủ Bồ Đề Bạch Nguyệt Tiên, những người Lao Mời dĩ nhiên là những người quy ẩn ở đời trước của Vót Thánh Môn. Lời nói này vừa thốt ra mọi người không khỏi lại ngạc nhiên. Ngộ Trần Thiền Sư và Toan mở miệng nữa nhưng đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng cười lớn trói tai ống ống vọng tới. Tiếng cười đó như sấm nổ mùa xuân kinh thiên động địa. Mọi người tự nhiên quay người nhìn ra bốn phía. Vì tiếng cười ấy dùng chấn khí chuyển thanh mà phát ra, thật sự nghe không ra phương hướng nào mà gần hay xa. Ngộ Trần Thiền Sư quay người lại phất tay một cái. Thiếu lâm thập nhị cao tăng liền nối đuôi đi ra ngoài sảnh. Tây Hoàng Ngọc Nữ khẽ mỉm cười nói. Lão thiền sư không cần phải người sục tìm nữa Không tìm được gì trong cửu khúc cốc đâu Ngộ trần thiền sư nói Nhưng tiếng cười ấy Mai Tố Ngọc nói Lão đã dùng chấn khí truyền thanh mà phát ra Chính là không muốn bị phát hiện chỗ ẩn thân của lão Trừ phi sục tìm những cơ quan bố trí ở dưới đất Bằng không khó mà phát hiện được gì cả Ngộ trần thiền sư nói Tiếng cười đó rõ ràng do Hoàng Phổ Vân phát ra Chẳng nghe nói cả ngày hắn đều núp ở dưới đất Hay là đã mời được viện thủ đến rồi Lời nói vừa dứt tiếng cười lạnh nổi lên Tây hoang thần bà lạnh lồng hừ một tiếng nói Trong các ngươi cả một người thông hiểu ngũ hành biến hóa cơ quan trận thức cũng không có sao Giọng nói của bà ta lạnh băng phách lối Nhưng do danh tiếng và địa vị của bà ta Quần hùng có mặt lại không ai nghĩ rằng là mình đã bị làm nhục Vô giới pháp sư ngậm cậy nói Hoàng phổ vân ao nhi rất có biệt tài về thổ mộc kiến trúc Cầu khúc cốc là cơ nghiệp kinh doanh cả đời của hắn nên Tây hoang thần bà khinh bị nói nên các người không ai dám xuống dưới phải không? Mọi người đều đỏ mặt lên, vô giới pháp sư khó chịu cởi nói. Hoàng phủ vân áo nhi chủ yếu dụ bọn ta truy đầu vào lưới, đuổi theo xuống thì chúng ngay dạo kế của hắn rồi. Phong tăng tiểu cái Vào đầu bút tay một hồi nói. Việc này hóa tử ta cũng nghĩ ra một chủ ý. Chúng ta dùng cách trí bá dẫn nước vào tấn dương, cho nước tràn vào dưới. Nếu hoàng phủ vân không ra thì cho hắn nằm mời cho cá ở trong đó thôi. Vô giới pháp sư hở một tiếng nói. Chủ ý của ngươi khá lắm Nhưng nước ở đâu ra Phong tăng tửu cái gãy đầu nói Ở xa có sông ở gần có giếng Vô giới pháp sư xỉ một tiếng trước mặt hắn nói Hãy công cái miệng hôi vào dẹp bỏ chủ ý dòm của ngươi đi Ngạo thiếu thư sinh lắc đầu nghẹo cổ cởi nói Tuy kế của lỗ huynh khá lắm Nhưng nơi đây thiếu thốn nguồn nước Mà với khả năng của Hoàng Phủ Vân nghĩ chắc sớm đang nghĩ đến mọi việc có thể xảy ra Trong cơ quan ở dưới đất sớm đã có nhiều thiết bị phòng thủy trị hỏa hắn khẽ ngắm tây hoang thần bà nói tại hạ ngưỡng mộ cái học ngũ hành kiến trúc của phái tây hoang đang lâu nếu không đợi hắn nói xong mai tố nữ từ bên cạnh đi tới nói tiếp ý của sở đại hiệp là muốn ra mẫu dẫn đường đi vào trong địa đạo trăng sở giang thô khẽ mỉm cười nói nếu lệnh đường chịu ra tay về việc này thật là cái phước của võ lâm trung nguyên ta đó mai tố ngọc nói với tài học của gia mẫu dĩ nhiên chút tiểu xảo địa đạo này Hoàng Phủ Vân Lão Nhi chẳng làm khó dễ gì lão nhân ra. Sở răng Thu lén ngắm Tây hoang thần bà một cái. Chỉ thấy mặt bà ta như phủ một lớp xương lạnh sừng sững đứng đó. Trong lòng không khỏi ớn lạnh nên liền cười miễn cưỡng nói với Mai Tố Ngọc. Cô đừng có chịu nói giúp một lời với lệnh đựng không? Mai Tố Ngọc lạnh lùng quát. Các hạ đừng nằm mơ nữa ra mẫu là người có thân phận địa vị như thế nào. Phải chui vào trong hang chuột để mở đường cho các hạ ư của các hạ còn dám mở miệng. Sở Giang Thu liền đỏ mặt tía tay miệng cưỡng nói. Cô nương không chịu thì thôi ha tất phải ra lời tranh chua như thế. Nên biết những người có mặt hôm nay đều là nhân vật có chút danh khí của Trung Nguyên. Mai tô Ngọc trẻ môi khinh bỉ nói. Phong hỏa thượng, xú khiếu hóa, cộng thêm tên nghèo hèn như các khả. Thì chính là nhân vật số một trong vô lâm Trung Nguyên sao. Hãy xem coi bản thân các ngươi đấy. Theo đó là một hồi tiếng cười như chuông bạc. Mọi người đều nhíu chặt mày không ngờ rằng một cô nương xinh đẹp như hoa này vì sao lại tranh chua hà khách như thế như có đầy lòng lửa giận muốn tìm người phát tiết vậy ngạo thiếu thư sinh chưa kịp mở miệng thì đã chọc giận phong tăng tiểu cái ở bên cạnh lão ta ai ái hét quỷ nha đầu ngươi dám mắng ta ư mai tố ngọc cười nhạt nói chẳng những mắng lão ta còn phải đánh lão đấy phong tăng tiểu cái la lớn được đến đây tìm không ra hoàng phủ vân ngươi thế chỗ cho lão thôi tây hoàng thần bà trận mắt đông muốn phát tác lại nghe mai tố ngọc nói Vân mỗ cho lão hai tát tay đi Lão bà tóc bạc sớm đã xoa hai bàn tay vào nhau Nghe nói nền nách vai dồn tới Xong chẳng như chân gà của phong tăng tiểu cái còn chưa dơ ra Đột nhiên thấy bóng người chớp động bốp bốp hai tiếng Trước mắt lão đã thấy tối đen nổi đom đóm Lãnh trọn hai cái tát tay nặng nề Bên tay chỉ nghe lão bà tóc bạc giống lên Xem ngươi còn dám hỗn hào nữa không Phong tăng tiểu cái nỗ nhân giận không thể tạo nên đẩy xong chẳng ra nhưng song trưởng của lão đẩy chưa được ngỡ chừng lại bị vô giới pháp sư ghi vai kéo trở lại. Phong tăng tiểu cái trận mắt lên giận dữ nói. Hòa thượng hôm nay ngươi còn xí vào chuyện của ta nữa chúng ta sẽ cắt đứt tình nghĩa từ đây. Vô giới pháp sư cởi nói. Nếu không phải có mai cô nương chúng ta sớm đã chết vào trong tay Hoàng phổ Vân rồi. Có thể sống đến hiện giờ sao? Sao ngươi lại không có hàm dưỡng như thế? Phong tăng tiểu cái sờ vào hai má dần dần sưng húp lên kêu rằng kẻ sĩ thà bị giết chứ không bị nhục cô ta khinh người thái quá vô giới pháp sư cười nói đừng tự ái nữa với ngươi cũng xứng gọi là kẻ sĩ sao lão vừa nói rất từ từ cởi túi rượu bên hông xuống phong tăng tiểu cái lỗ nhân vẫn muốn phát tác nhưng ngó thấy vô giới pháp sư cởi túi rượu xuống mấp máy môi miệng liền đón lấy túi rượu uống ẩn ực trong nhất thời mọi người trong sảnh đều cảm thấy thấm thía trong lòng dương mộng long càng cảm thấy vô cùng khó chịu Mấy lần mấp máy môi miệng muốn nói nhưng lại không nói ra được một câu nào. Cổ Ngọc Anh vẫn giả dạng là một tiểu đồng sắc mặt lờ mờ mang một vẻ cười lạnh lùng. Khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Mai Tố Ngọc. Mai Tố Ngọc mãi không đếm xỉa đến dương mộng long nhưng lại trong lúc quét nhìn mọi người. ngẫu nhiên khẽ trộm nhìn chẳng. Phong tăng tiểu cái bị lão bà tóc bạc tát cho hai bà tay. Nhưng vì vô giới pháp sư kịp lúc đưa túi rượu đến. Lão chỉ lo ham uống rượu mà nuốt khí tức trong lòng xuống tiếng cười cuồng dại trong bóng tối không ngừng vọng tới nhưng lại thủy trông không có cử động lối vào địa huyệt trong đại sảnh đã dùng đá to chẹn lại hết những chỗ phụ cận trong sảnh ngoài sảnh đều đã được lục soát nghiêm mật chẳng có miệng hang nào khác vì nhân số ít nên không đặt chạm chốt ở ngoài mà đều chen chúc ở trong đại sảnh im lặng chờ đợi ứng biến đêm tối mông lung cả cái trang viện chẳng có một chút ánh đèn gió đêm hơi hơi thổi vô vô đánh vào cửa sổ làm tô điểm thêm sự thiên lương. Tuy quần hùng đều là những hảo thủ nội công, ở chỗ đen tối như ban ngày nhưng dưới tình hình này Ai nấy đều có chút cảm giác không yên tâm. Vô giấy pháp sư bực bội đi lại mấy bước đột nhiên trầm giọng hét. Hoàng phủ lão nhi ngươi có phải là loài chuột không? Tại sao lại ẩn núp không dám gặp mặt người? Với chút đảm khí này mà cũng muốn tung hoành vô lâm tranh bá thiên hạ sao? Trong bóng tối lập tức lại vọng ra tiếng cười lớn cuồng ngông ấy, tiếng cười vừa dứt nói kẻ chí không cần dùng sức mà chế địch lão phu chỉ mong được kết quả thắng lợi không kẻ thủ đoạn ác chiến mạng của bọn ngươi chỉ trong một sớm một chiều nguy như xếp trứng chồng lên còn làm anh hùng hảo hán gì nữa vô giới pháp sư căm giận mắng lão thất phu đối với hạng người gian hoạt này cả vô giới pháp sư cũng không dằn lòng được phải thoá mạng một tiếng rồi ngưng miệng không nói bọn dương mộng long của ngọc anh mong nhớ đến tản tâm long ni đã đi mời thiên thủ bồ đề chỉ cần thiên thủ bồ đề chịu ra mặt tình huống sẽ lập tức thay đổi nhưng đã qua gần một ngày vẫn không thấy tản tâm long ni quay trở lại không khỏi thầm nôn nóng, nóng trong lòng ngạo Tiếu thư sinh đi một vòng trong sảnh chợt kể nói kẻ nghèo hèn cũng có một chủ ý chỉ là hắn nói được phân nửa câu lại ngừng lại vuốt râu không nói ngộ trần thiền sư nói sở giang thu sở thí chủ đầy lòng huyền cơ kiến thức cao hơn người ta một bậc đã có được diệu kế sao không nói ra để mọi người tham khảo. Sở Giang thu cởi khúc khích nói: thực ra chủ ý này của tài hạ với ý kiến của lỗ huynh không khác biệt mấy. lỗ huynh chủ trương dùng nước ngập thì tài hạ lại chủ trương dùng hỏa công. chỉ cần kiếm ra được một ngàn đấu hỏa giật. tiếng nói của hắn tuy không lớn lắm nhưng không đợi hắn nói xong lại nghe hoàng phổ vân cởi lớn nói: sở huynh quả nhiên cao kiến, chỉ đáng tiếc địa hạ kiến trúc của lão phu tốn hết sáu mươi năm chảy động rộng hết hơn 500 nhân công. Dù cho ngươi có thể kiếm ra được một vạn đấu hỏa dược chỉ sợ cũng không đánh sập được nó huống chi. Lão Khang ngưng rồi thâm trầm nói tiếp. Chỉ cần chư vị rời khỏi đại sảnh một bước sợ rằng sẽ khó bảo toàn tính mạng. Lại làm sao có thể kiếm được hỏa dược đến. Lời nói của Lão vẫn phát ra. Mọi người tuy biết rõ nó ở trong địa hạ kiến trúc. Nhưng vẫn không thể đoán biết phương hướng và khoảng cách của Lão. Vô giới pháp sư khẽ quét nhìn mọi người miễn cưỡng cười với Mai Tố Ngọc. Mai cô nương thiên phú kỳ tài, có biết Hoàng Phủ Vân rằng qua không quyết như thế, thật ra lại muốn giả trò gì không? Mai Tô Ngọc lạnh lùng nói, chư vị đều là những người cốt đại danh hiển hách ở Trung Nguyên, thấy nhiều hiểu rộng cần gì phải hỏi ta nữa. Nàng cười nhạt nói, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, chư vị không dám nhìn tới phía trước lại sợ Hoàng Phủ Vân thi triển quỷ kế, làm sao nó đến khắc chế kẻ địch được. Vô giới pháp sư bị Mai Tố Ngọc châm chọc một trận nó không tỏ vẻ giận vẫn cười sợi lại nói. Biết mình biết người trăm đánh trăm thắng, bọn bần tăng không hiểu do ngũ hành biến hóa. Nếu tấn công đại vào chẳng khắc nào từ chuốc lấy cái chết một cách quan uổng, thật sự không nên như thế. Mai Tố Ngọc cười nói, vậy thì đành ngồi chờ chết thôi. Vô giới pháp sư khẽ cười chê trách lui trở về. Mọi người đều trầm tịch không nói, nhất thời lại rơi vào sự im lặng một cách dễ sợ ánh mắt như điện trước của tây hoang thần bà khẽ liếc nhìn mọi người bà đột nhiên đứng dậy nói hai tử chúng ta đi thôi mai tố ngọc khẽ giật mình trong miệng của lên một tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích sở răng thu lắc đầu ngẹo cổ cười lấy lòng công tay nói tại hạ ngu lỗ tuy không biết mục đích đông lai của tây hoang thần bà nhưng xem từ bề ngoài hình như cũng có một đoạn hiềm khích muốn thanh toán lúc này lão ma đã bị nguy khốn ở dưới đất vì sao tây hoang thần bà chợt có ý bỏ đi vậy mọi người nghe thấy Tây Hoang Thần bà muốn đi đều hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Nguyên nhân ấy rất là rõ ràng, những người có mặt lúc này ngoài Dương Mộng Long liên tiếp gặp kỳ ngộ. Võ công đại kiến gia chỉ có Tây Hoang Thần bà và Mai Tố Ngọc còn là người để Hoàng Phủ Vân sợ hãi. Tây Hoang Thần bà và Mai Tố Ngọc ra đi, thiên thủ bồ đề Bạch Nguyệt Tiên không đến, thì tình thế lại đi tới bất lợi nếu Hoàng Phủ Vân hợp cùng huyết minh tứ ma đại cử sông ra. Thì việc thắng bại thật khó dự đoán huống chi rất có khả năng Hoàng Phủ Vân đã mời đến những trợ thủ cao minh khác. Nên mọi người đều nôn nóng nhìn vào Tây Hoang Thần Bà. Tây Hoang Thần Bà lạnh lùng hừ một tiếng nói. Lão Thân đã không muốn khuất thân tiến vào địa đạo. Hoàng Phủ Lão Nhi lại không dám ra đây. Ở lại đây cũng vô ích vì sao lại không đi. Vô giới Pháp Sư cởi nói. Vậy thì sự hiểm khích của Thần Bà với Hoàng Phủ Lão Nhi. Tây Hoang Thần Bà hừ nói. Lão Thân sẽ khiêu khích thanh toán với hắn sau. Không cần các ngươi phải giúp sức vừa nói bà ta vừa quay sang nói với mai tố ngọc hai tử đi thôi mai tố ngọc vẫn chưa cất bước tự nhiên xoay chuyển ánh mắt nói bây giờ trời đã vào tối chúng ta nàng dừng lại cúi đầu xuống thật thấp như còn có lời chưa nói hết không tiện mở miệng hai má cũng đỏ ửng lên một cách không tự nhiên tay hoang thần bà khét thở than một tiếng nói chúng ta sẽ đi chung với tiểu tử này một thân thế không để hắn ở lại đôi má của mai tố ngọc lại càng đỏ thêm nền ngẩng đầu lên nói tiếp mẫu thân người không nên tìm cách làm cho hải nhi vui đi hay không là chuyện của chúng ta không liên quan gì đến họ dương kia làm gì phải bắt hắn đi chung với chúng ta vậy Tây hoang thần bà khẽ than một tiếng nói hai tử đừng đấu khẩu với ta nữa giang hồ nhi nữ cần gì phải sợ khó lòng mai tô ngọc càng thêm xấu hổ lớn tiếng nói mẫu thân hôm nay mẫu thân làm sao thế Tây hoang thần bà khẽ mỉm cười nói dẫn hắn đi không liên quan đến ngươi tiểu tử này đụng chạm đến ta ta phải tìm một nơi giáo huấn hắn một trận đích đáng Bà quay sang dương mộng long hết quát con hãy đi theo lão thân thôi hai phụ nữ trung niên đi theo tây hoang thần bà và bọn người lão bà tóc bạc đều đang nối tiếp đứng lên chuẩn bị rời đi mọi người càng trở nên không yên bọn tây hoang thần bà bỏ đi đã là một điểm tổn thất lớn nếu dương mộng long cũng đi luôn cộc thế trước mắt càng trở nên nguy ngập vâng thưa quý vị và các bạn trên đây đã kết thúc phần thứ mười bốn tiểu thuyết Huyết ảnh của tác giả Điện Ca Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo